Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, và nhạc phẩm đầu tiên trong buổi tối đêm nay, chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm được mang tên Ngày Em Sẽ Đi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngắn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chiếc xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao em quên con tàu, lệ anh rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Hey! Tiếng còi vang đến mang em về đó, lòng em nát tan theo con tàu. Tàu xa quân bao, em ngờ rằng mình còn chiêm bao. Đường anh đang đi, anh có nghe con tim vui, chắc con đường vui đang nở hoa lên quên hẹn thề. Cô đơn em về, đường quê mưa rơi âm thầm. Từng đêm nuối tiếc, em đã nghe hồn mình lạnh căm. Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm được mang tên Ngày Em Đi. Và trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi để chương trình luân xu của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Xin trọng kính mời bạn kính mời. Chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu gặp gỡ các người đẹp đang thành lịch của cái nát của tôi về nhé nhé. Kính thưa quý vị, người đẹp. Chiều trên sân ga, tia nắng tiên xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chiếc xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao em quên con tàu, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Về đó lòng em nát tan theo con tàu. Tàu xa quân bao, em ngờ rằng mình còn chiêm bao. Đường anh đang đi, anh có nghe con tim vui, chắc con đường vui đang nở hoa đêm quên hẹn thề. Cô đơn em về, đường quê mưa rơi âm thầm. Từng đêm nuối tiếc, em đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn em về, đường quê mưa rơi âm thầm. Từng đêm nuối tiếc, em đã nghe hồn. Nhiều. Dạ, cảm ơn Nguyên Vàng Model. Dạ, quá trời đẹp rồi. Dạ, dạ. Anh ơi bớt eco, anh ơi tự nhìn em giống dông về. Dạ, đây kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, nhạc phẩm đầu tiên trong quý vị vừa được thức là một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm được mang tên Ngày Em Đi quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, chương trình của em cũng đã bắt đầu rồi quý vị. Và phần đầu của chương trình thì chúng em trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau đến với những giai điệu của âm nhạc, với những tiếng hát chủ lực của ngành hát lồ tô miệng Nhân Ngư. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình không là sẽ có lắng động, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với tiếng hát của Nam Thế Linh, Lâm Vĩnh Đạt. Let's go.
em cũng thấy là lúc mình ai với em. Em còn gái rồi, bên hết rồi nhưng hẹn đây. Trong lòng anh vẫn cứ mãi nghĩ yêu thương sẽ không với ta. Ngày em bước sang, làm cho lòng đau thế đi lệ tràn. Hết rồi cuộc tình năm nay giờ thành hoang mang. Em còn bên rồi, bên hết rồi những kỷ niệm. Bao ngày qua anh cứ nói nhớ theo mây rồi trao đến em. Mà em có hay chẳng mong ngày vui với ai bên cạnh. Kìa mấy cưng ơi. Rồi cảm ơn tiếng hát của Nam Tinh Định Long Vĩnh Đạt rất nhiều. Dạ sau khi anh hát cái bài này em có một câu hỏi dành cho anh nè. Mặc bộ đồ da mà nhảy dữ rồi có nực không? Không, không có nực hả? Sao thấy chảy? Không, cái này là tại vì nãy anh phun sương. À phun sương nha. Phun sương nhẹ nhẹ thôi. Ở đây là nó lên rồi, tự nhiên giọt giọt thôi. Trời đất ơi, tự nhiên có cái mà hình TV cái tự nhiên tôi thấy cái dáng của tôi quá trời ngon ông nội. Ngon không? Ngon quá trời ngon rồi. Nhẹ tặng mấy xô. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Tôi có biết cái gì đâu nha. Dạ kính thưa tất cả quý vị, vòng loại vé là tôi đầu tiên chúng em lại được phục vụ cho tất cả quý vị tận nơi tận chỗ, tận bàn tận ghế cho tất cả quý vị. Thì hy vọng rằng trong buổi tối đêm nay là đêm chủ nhật cuối tuần. Dạ thì đầu giờ thì quý vị đến cũng còn chưa có đông lắm dạ. Nhưng mà hy vọng một chút xíu nữa thì tất cả quý vị chúng ta sẽ đến thật đông để ủng hộ cho bộ đoàn chúng em, để chúng em có thể phục vụ cho tất cả quý vị với những tờ la vé cho những vòng loại kế tiếp luôn quý vị ơi. Ra vòng loại vé là tôi đầu tiên quý vị nha. Dạ thôi ăn giờ nào nào nhỏ có đi học rồi làm kế toán chị coi. À, vui vẻ vui quá trời vui. Dạ kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, dạ rồi quý vị nào mà chúng ta chưa có tài lạ vé đó quý vị, và dạ, mình dân cao một cái tay ủng hộ dùng cho bộ đoàn chúng em quý vị nha. Dạ phần đầu của chương trình đó quý vị, thì trong lúc chờ đợi tất cả quý vị vào đông đủ thì chúng em có thể phục vụ cho tất cả quý vị một hoặc đến hai bài hát, và sau đó thì khi mà tất cả quý vị vào đông đủ hơn rồi đó quý vị, thì chúng em sẽ phục vụ ngay tất cả quý vị chương trình Lotto Show, không để tất cả quý vị chờ đợi luôn quý vị nha. Rồi đó, chúng em nhận thấy là quý vị cũng đang dần dần tiến thẳng cho bên trước rồi quý vị ơi. Dạ thì... đi về ôi trời đất ơi, cái đó đi về. Trời đất ơi, đi về chứ không phải là tiến vô. Trời đất ơi, ai đi chụp hình? Đi chụp hình à? Dạ dạ dạ, mình chụp hình xong rồi mình lại mình mua giùm em những tài lá vé ủng hộ giùm cho em nha mấy anh chị ơi. Dạ dạ, rất là cảm ơn tất cả quý vị trong buổi tối đêm nay, những quý vị đã đến sớm để ủng hộ cho phố hội cốc phi cũng như là ủng hộ cho gánh hát lô tô miệng nhân ngư quý vị nha.
Vâng, kính thưa quý vị, và phía bên dưới thì các người đẹp đang rào bước cho người từ tầm lá vé, mà tầm lá vé là 20.000 đồng. 4 hả? Ok. Và để cho trong khi chờ đợi các bạn đang bán vé, nữ vị ơi, năn nỉ chào mời khách giùm anh nha mấy đứa ơi. Bán vé được thì tối nay mới có cơm ăn nha, còn không là tối nay cho về ăn mì gói đó nha mấy đứa. Và để liên tục chương trình thì chắc là Vinh Đạt và người đẹp Hoài Sơn sẽ gửi tặng quý vị thêm một ca khúc nữa, Lan Điệp 4, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đại Trương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hy vọng tất cả quý vị sẽ ủng hộ giùm em thêm những là vé cho một loại đầu tiên quý vị nhé. Vui sau nơi đây mồ.
điều gì nhớ hỏng thêm chữ một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắn một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ ông thêm chữ. Anh hãy về đi. Anh về đi. Tối nay khỏi lãnh lương gì đuổi anh. Ai mà nói trên sân khấu BD không đó. Tụi bay nghe nói gì BD không vậy? À Lam hả? Nhiều vé là cưng. Nghe nói là trên sân khấu hai BD. Hả? Trời. Vậy đây, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, và chúng em vẫn đang phục vụ, tiếp tục phục vụ kính tất cả quý vị những tờ là vé cho vòng loại đầu tiên quý vị nha. Rồi thì hy vọng tất cả quý vị nào mà chúng ta đã đến đây rồi đó quý vị, dạ mình cùng kêu gọi, mình cổ động người thân, người thương và bạn bè cùng nhau đến để ủng hộ cho bộ đoàn chúng em quý vị nha. Rồi kính thưa tất cả quý vị, dạ cho em hỏi gia đình mình đã có vé hết chưa ạ? Dạ gia đình mình ơi, ủng hộ em đâu ba tờ là vé đây đi quý vị nha. Dạ đó, giấy cặn giấy thừa với chiều đọc giải quý vị. Dạ kính thưa quý vị, những tấm lá vé cuối là những tấm vé ít rưỡi nhiều may quý vị ơi, và chúng em chỉ mới phát hành những tờ lá vé cho vòng loại đầu tiên thôi quý vị. Dạ thì đầu giờ thì quý vị đến cũng chưa có đông lắm quý vị nha. Dạ thì nhưng mà chúng em vẫn cố gắng phục vụ cho tất cả quý vị đúng giờ. Thì hy vọng là tất cả quý vị nào mà chúng ta đã đến đây rồi đó quý vị, rồi thì mình cứ tiến thẳng vô bên trong sân khấu nè, mình lựa chọn cho mình một chiếc ghế, một chỗ ngồi thật là thích hợp cũng như là lý tưởng để chúng ta cùng nhau tham gia thêm nhiều chương trình trong tối đêm nay quý vị nha. Chúng ta cùng nhau thưởng thức những loại thức uống rất là thơm ngon đến từ phố hội Coffee, và bên cạnh đó thì chúng ta cùng nhau tham gia tham dự với một chương trình Lotto Show của gánh hát Lotto Mỹ Nhân Ngư với những phần quà hết sức là dễ thương cũng như là có giá trị trong buổi tối đêm nay quý vị nha. Rồi cho em miếng nhạc Rodai ra đây dạ. Trời. Anh ơi, nhạc lớn nhạc chút xíu anh ơi. Mấy chị đây, lắm lặng mà nghe tôi kêu còn mở ra. Cờ ra mà con mấy chị đây. Mấy chị đây. Có những mối tình, có những nỗi buồn. Có những tháng ngày, yêu nhau nhau mới soi. Yêu với con tim, yêu anh với con tim. Yêu, ta đã chung đi rất nhiều. Ta cùng nhau bay lên với trăng sao. Ta buồn say hồi thân sáng thăng hoa. Ta chìm trong mây mà nỗi lo âu. Yêu rời xa em nhau rời xa qua đi kia. Khi tình yêu đến, chúng ta ấy quay lại. Ai quay lại, chúng ta ấy lìa lìa. Cái ấy ơi, khi tình yêu đến, chúng ta. Tại vì chúng ta được nhiêu vậy? Tròn vo luôn. Bù xương gì đây à? Còn già dép cuối ủng hộ giùm em sổ liền tay à. Quý vị ơi à, dạ hai chị ngồi phía bên trong mình có vé chưa ạ? Dạ mỗi người ủng hộ giùm em một tà lá vé đó quý vị, một loại đầu tiên. Dạ ta nói đầu xuôi mà đuôi lỏng quý vị nha. Dạ biết đâu một loại đầu tiên quý vị gặp được nhiều may mắn, thì cả đêm ngày hôm nay quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn với những chương trình cũng như là những phần quà đến từ gánh hát Lotto Mỹ Nhân Ngư quý vị nha. Rồi quý vị ở phía xa xa mình có vé chưa ạ? Dạ thôi cho em xin thêm khoảng 2-3 vé đó em sổ là một loại này luôn quý vị ơi. Dạ một loại đầu tiên mở hàng giùm em luôn quý vị ơi. Khoảng 2-3 vé đó thôi quý vị. Dạ mỗi người ủng hộ giùm em một vé đó thôi quý vị nha. Dạ rồi gia đình mình ở phía bên dưới mình có vé hay chưa ạ? Dạ đó anh 3-7 qua bữa công chúa mình giơ cao một cái tay giùm em quý vị nha. Dạ đó mở hàng giùm em luôn quý vị ơi, dập loại đầu tiên quý vị ơi. Dạ khoảng 2-3 vé đó thôi, em sẽ sổ ngay để tất cả quý vị chờ đợi luôn quý vị. Trong buổi tối đêm nay đó quý vị ơi, dạ hy vọng tất cả quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn với chương trình Lotto Show của Mỹ Nhân Ngư tại phố hội Coffee. Và kính thưa quý vị thì hy vọng là chúc quý vị sẽ có một đêm chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè quý vị nha. Mình nhân xin thêm 2-3 vé nữa thôi quý vị ơi. Quý vị nào chúng ta đã có vé rồi mình quên ủng hộ thêm đôi ba tờ lá vé nữa đi quý vị. Dạ mua càng nhiều vé thì hội chúng giải càng cao quý
quý vị nha. Dạ, anh tay trái mình dọn vé, tay phải mình dọn vé. Ok, sổ. Mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con thấy con mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Chúc sinh chúc mọc cái đầu đời. Em xin mà em đứng, em xin mà em đứng. Một nhật em cũng xin thêm 49. 49, 49, 49. Bốn mười chín Là đây. Lên cái bóng ngang vậy trời. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, sao mà thiệt sự. Nhìn nó như một măng vậy ông nội ơi, thiệt sự. Trời ơi, thiệt sự. Cái này mà chị cần mà có cái tim tôi chút 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 ngon chút cái điện thoại. Anh kinh số 21. 21 có 1, 59, 59 có 2. Dạ tại biến của chị. 19 có 3. Vậy con số 8.
Đi đâu dẹp lệ? Cho thằng nào vậy? Đầy đủ với hợp lệ. Vậy con số 8, 19, 21 và con 59 đúng ký hiệu và 4 con số hàng ngày cho một tờ lá vé. Quý vị không tin tưởng có thể lên kiểm tra lại tờ lá vé giùm em quý vị nha. Rồi bây giờ Cưng, nhận lại đầu tiên. Bây giờ Cưng lấy cái gì nè? Cưng lấy quà hay là lấy chị? Tại nó thôi luôn nội, nó thôi thẳng cho mặt tôi luôn trời. Nó trả lời một tiếng thôi luôn em nội, em chết trời. Bây giờ Cưng lấy voucher mua sắm 200k hay là lấy một con gấu bông? Lấy gấu bông hả? Đúng rồi, đàn ông bây giờ phải chơi gấu bông Cưng ơi. Lấy con gấu bông đem về đi Cưng. Lấy con gấu mẹ con chừng té mấy con gấu con. Ở đây rồi, rồi về chỗ đi Cưng. Trời đất ơi, dễ thương dễ sợ. Nó đang nhiêu tuổi ai? Nó nhiêu tuổi ai? 16 tuổi. Ở còn... tù chết như mày. Không, còn 2 năm nữa. Rồi Cưng tên gì vậy? Bạn của mén này phải không? Bạn mén này hả? Trời dễ thương dễ sợ. Bạn của... dạ sao? Dạ. Trời. Bạn của nhỏ đó hả? Bạn của anh chị Phúc Nguyễn đó hả? Em biết bạn gì không? Bạn gì anh? Ê bạn ơi, coi như tôi chưa nói gì đâu. Coi chưa nói gì đâu. Bạn tình nơi. Không, bạn câu. Bạn câu hả? Câu cá. Câu cá hay không? Vậy câu cá giải trí ngoài kia đúng không? Ê, câu cá ngoài bờ kè chứ nó câu gì. Rồi kính thưa tất cả quý vị, một lời vé đầu tiên đã có một cái dạ may mắn đoạt giải quý vị ơi. Nhưng mà quý vị đừng vội mình buồn quý vị nha. Không sao quý vị ơi, còn rất nhiều những vòng loại phía bên sau nữa quý vị. Dạ, mới chỉ có một vòng loại đầu tiên thôi quý vị. Chúng ta còn thở là còn gỡ quý vị nha. Rồi vòng loại thứ hai phục vụ cho tất cả quý vị. Thì hy vọng là tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình kêu gọi, mình cổ động, mình rủ, mình rủ rê gạ gẫm nè, bà con nè, anh chị nè, đó người thân người thương, bạn bè nè, người yêu cũ người yêu mới nè, bồ mới bồ cũ nè, chồng vợ nè, vợ nhỏ nè, tiểu tam rồi tới để chơi hết cho tụi em quý vị ơi. Vào cái gì nha. Dạ, tiểu tam rồi tới chơi hết hiểu không? Ê, nghe đồn em cũng làm tiểu tam đúng không? Ê đừng bậy rồi. Nhưng mà anh đang thắc mắc nè, trời, cái thằng nào mà nó xấu, nó không có mắt thẩm mỹ, nó bị đuôi gì mà nó lấy em làm tiểu tam vậy? Trời ơi, tôi ông nghĩ sao tôi mà có cửa làm tiểu tam? Tại tôi làm sao làm tiểu tam được? Tôi có nước má của tiểu tam. Ủa vậy hả? Ủa vậy là giang hồ đồn bậy, biết giang ai đồn bậy không? Biết ai đồn không? Ai đồn? Thuận. Ông nội mày cho Thuận. Tao làm tiểu tam mà nào Thuận? Thuận. Không, nó đang kiểm vé. Chị làm tiểu tam mà nào? Chị chỉ đi làm nhỏ, vợ nhỏ ta thôi nghe, không có tiểu tam nha. Dừng vợ. Nổi vậy. Rồi, dòng loại vé tiếp theo quý vị ơi, vẫn là 20.000 đồng cho một tờ lá vé và quý vị sẽ có rất nhiều sự lựa chọn quý vị nha. Nếu quý vị không lấy qua cho mình một cú gấu bông thì quý vị có thể sở hữu cho mình một cái phiếu mua hàng, một cái voucher mua sắm trị giá 200.000 đồng và cái phiếu mua hàng đó nó tương đương với một cái bao lì xì quý vị và mình đem về chỗ mình sử dụng để mình mua những tờ lá vé và sau đó chúng mình sẽ thối tiền mặt lại cho tất cả quý vị. Dạ, cho nên là quý vị mình lưới cho em quý vị nha. Dạ, cái chúng em trúng là trúng quà chứ không có trúng tiền mặt. Và quý vị lấy cái phiếu mua hàng đó mình mua vé, sau đó chúng em mới là thối tiền lại cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị lưới cho em quý vị nha. Vâng, quý vị và lịch diễn cố định của gánh hát Loto Miền Nhân Ưng tại phố Hồ Gốc Phi là vào đêm thứ 6 và đêm chủ nhật hàng tuần quý vị. Riêng đêm thứ 7 tại nơi đây sẽ có chương trình Acoustic Show hát với nhau hàng vào đêm thứ 7 như vậy. Vì nào mình rảnh rỗi mình có thời gian thì mình tới đây để thưởng thức những thức ăn thức uống của phố Hồ Gốc Phi cũng giống như ủng hộ cho bổn đoàn và ủng hộ cho các chương trình của quán nha quý vị ơi. Giờ đây kính thưa quý vị, dạ, rồi dòng loại vé Loto thứ 2 đang được phục vụ tại nơi tận chỗ cho tất cả quý vị. Thì tất cả các bạn trẻ cũng như là các nam thanh nữ. Anh mình giám hộ mình tắt cái nhạc giùm em được không? Dạ, thôi tắt ra được không? Dạ ừ. Chứ nãy giờ nói theo nhạc mệt quá. Trời ơi, cái tim em nó thòng xuống tới cái lỗ rúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, và trong tuần này mới là cái ngày thứ... cũng giống như là cái tuần đầu tiên mà tụi em làm thưa quý vị ơi. Dạ. Tuần sau tụi em sẽ tăng cường những quà tặng rất là đặc biệt và những quà tặng rất là ý nghĩa dành tặng cho quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, tới đêm nay thì mình cứ giữ lại những tờ lá vé Loto cũ, cuối giờ tụi em sẽ có vòng loại đổi vé Loto nha quý vị. Dạ, cứ hai tờ lá vé Loto cũ chúng em sẽ đổi cho quý vị thành một tờ lá vé Loto mới cho vòng loại cuối cùng quý vị. Đó cũng là vòng loại mà chúng em tri ân tất cả quý vị đã ngồi lại với chúng em đến cuối chương trình. Thì hy vọng tất cả quý vị nào mà chúng ta đã may mắn đoạt giải thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà những tờ lá vé mình chưa may mắn đoạt giải đó quý vị, mình giữ lại hết giùm em, mình đừng có vội xé bỏ quý vị nha. Thứ nhất là mình giữ vệ sinh, thứ hai nữa là sau khi vòng loại cuối chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị. Cứ hai tờ lá vé Loto cũ quý vị sẽ được đổi thành một thằng chồng. Đổi thành một tờ lá vé Loto mới, quên lộn. Sao cái con này đâu nó cũng muốn chồng chứ thôi. Không, tại vì tôi cũng trời ơi, em nói cho quý vị nghe nè, từ Bình Phước tới Bình Dương, bây giờ tới Sài Gòn luôn vẫn đang kiếm chồng. Mà tại xấu quá không ai lấy. Đúng không bà con của bác, đúng không em? Đúng không? Đẹp hả? Lát đẹp chỗ nào? Lát chỉ cho 50. Cái lấy liền bé, chứ đừng tận lát, một lát nó không đưa đâu. Thằng nó nhìn em nó cười hoài kìa. Ơi, ơi. Lấy khăn lạnh cho em đi. Lấy khăn lạnh hả? Ông nội Loto bị ôm mà sao có khăn lạnh cha? Khăn, khăn,
ăn lạnh thì để quán phục vụ cha đậu trời đó. Rồi mày... tranh thủ đi bán vé thì các người đẹp ơi, mình mới xuống cái trong lần thứ hai thôi nhé. Ừ, ê, bán vé đi, làm nghề đi cưng ơi, đừng mê trai nghe không. Dạ. Thằng mặc áo đen nó nhìn em nó cười hoài kìa trời. Nó nhìn cười hoài kìa. Nó chưa thấy con bóng nào mà xấu mà dơ nha em. Mà hô nữa, đúng không bé? Ờ đúng. Rồi quý vị đừng có lại hết trên tay mà sẽ của chúng ta cùng dò xuống. Kính chúc quý vị thật nhiều may mắn. Nhiều hả cơ, chọn lại nhiều hả? Cưng ơi, cưng ơi, chọn lại nhiều, tổng kết chị đi cưng. Xuyên, khách vô kìa mấy đứa làm ơn. Làm ơn, tản ra dùm cái, một bàn là bốn đứa thứ. Tản ra cưng ơi, tụi bay gặp trai rồi, tụi bay dùng đầu câu mỏ vô nè, trời ơi. Đừng có học cái thói mê trai của chị. Ủa? Hết, chọn lại nhiều hả? Tổng kết lại chị đi cưng ơi. Rồi nhanh gọn lẹ cho bà con của bác mình dò số luôn nè. Xuống chị đây à, cái mấy chị ra, cái mấy chị đây mai xuống chị ra, cái mấy chị đây mai xuống chị đây à, một gọi chị ra, cái mấy chị ra mai xuống chị đây, dòng dõi tiếp theo, mấy chị đây mai, chị đây mai, chị đây, khi mình buồn chia tay, sao đi tại sao đi em, sao nè, năm đứa con mình anh nuôi hơn, phải không, anh sẽ đi bán lông cô, để mình anh nuôi năm đứa con nên người, tội quá. Ủa gì vậy sao hát nữa? Ủa tự em hát. Trời đất ơi. Xuống gì đây à? Trai đã lại la lại la. Xuống gì giống lòng xanh. Xuống gì đây mấy gì đây à? Vàng về vàng nhớ em chăng? Em về em nhớ hàm răng vàng cười. Phúc ơi, khách vô kìa Phúc. Khách vô kìa Phúc ơi. Trời. Trời ơi, nó lướt ngang trời khách một cách vô tri luôn. Trời đất ơi. Cưng đừng có nhìn chị nữa, chỉ biết chị đẹp, đừng có nhìn chị nữa. Đó, mình rước khách vô bàn đi cưng. Ẩm khách vô gì, ẩm khách vô luôn em. Cổng khách vô, cổng khách vô, phòng khách vô. Xuống gì đây, cái mấy chị ra mày, gì đây à. Mấy cờ ra, cái mấy chị ra mày, gì đây à. Ở trong này sổ đi ha. Xuống gì đây à, vàng về vàng nhớ em chăng. Em về em nhớ hàm răng vàng cười. Hàm răng hô. Con số 10. Con số 10. Con số 10, con số 10. Mày gặp vô chọc chọc vô. Mày kỳ đây, mày kỳ đây. Bao qua bao xe qua xe. Chút qua chút duyên qua duyên. Đời vô thủy kiều mà như có chút. 31, 31, 31. 31, 31, con 31, 31. Số gì đây 10, gì đây con là 10, gì đây 10, gì đây. Con gì đây 10, gì đây. Mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần ta trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình mà trăm năm đi. Con 15, con 15, con 15, con 15. Con 15 là con 15, là con 15, là con 15. Con số gì đây, mấy chị đam. Con số gì đây, rồi một chiều chẳng cần gì vẫn không xưa. Chiều đau thương nó nhớ bao nhiêu nỗi thăng trầm. Người con gái mới đầu còn xa, người con gái đất dài ngang dưới chiếc. Cùng để thăm duyên tình tam. Ra 33, 33, ra 33. 33, cái đó 33, con 33, con 33. Cái bốn gì đây, bốn gì đây à. Bốn gì đây với em, anh mãi là người tình mà trăm năm con 45. 45 bấm gia lô 45. 45 là 45 là 45. Có sức kỳ đêm mấy kỳ ra. Học lạc thật sao, chứ sang ngô đào. Sắp to ba đào, thấy thi một đời. Là cú phù sai là con 12. Con 12, con 12. Con 12, con 12. Con 12 số gì đây mấy kỳ ra, mấy kỳ ra. Một thằng một xe tí duy một và tôi đang đọc báo. Một thằng quê đạp xe đạp một và tôi sơ mong tay. 22, 22, 22. 22, 22, 22, 22. Mà trước cũng 2 mà sau cũng 2, 22. 2 kỳ đi con 2 gì đi 2 kỳ đi heo mẹ heo con một mấy ăn cám. 28, 28 con 28, 28. Con 28 là 28 là hả? Con số gì đây à? Con số gì là số gì đây, số gì là số gì là số gì đây à? Nước trên thấy buồn gì sao? Là con 16, con 16 là con 16. Con 16, con 16, con 16, con 16, con 16, con 16, con 16.
gì ra, cái bốn gì đây, bốn gì đây à. Bốn gì ra, cái bốn gì ra, con bốn gì đây, bốn gì đây à. Bốn gì đây, con bốn gì đây à. Bốn gì đây à, bốn gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Con bốn chục nguyên, nguyên bốn chục con. Bốn mươi con, bốn mươi con, bốn mươi con, bốn chục con, bốn mươi xuống về đây. Mày về đây, mày về ra. Em lại dọc sau, ra bốn mươi sáu. Bốn mươi sáu, ra bốn mươi sáu, ra bốn mươi sáu. Bốn mươi sáu, bốn mươi sáu, số gì đây mày gì ra. Với anh em, anh là người tình mà trăm năm để con số năm. Con số năm, con số năm, con số năm. Con số năm, con số năm, con số năm, con số năm. Số gì đây buồn gì đây, con buồn gì đây, buồn gì đây. Bốn gì đây, con bốn gì đây, bốn gì đây. Người miền Việt Nam anh hùng dũng cảm. Bốn mười tám, bốn mười tám, con bốn mười tám, bốn mười tám. Bốn mười tám, bốn mười tám ra, bốn mười tám, bốn mười tám. Còn số gì ra, số gì đây ra. Số gì ra, số gì đây, con mấy gì ra. Ba lô chim mít là 59. Con 59, 59 là 59. 59, 59, 59. Con cờ gì ra, cái gì ra, mai số gì đây ra. Số gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra. Ôi thương quá cánh chim Việt Nam. Con 18, con 18, con 18, con 18. Con 18, con 18 là con 18 do em số. Số gì đây ra, số gì đây, số gì đây. Chiếc tàu hoàng hôn là con số 4. Con số 4, con số 4, con số 4. Con số 4, con số 4, con số 4. Số gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Giờ từ từ đừng có nhốt nháo. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Là chiếc ghế cầu mình sẽ lâu ở dựng xe. Nhưng con số 6 đây có cái dạ may mắn đọt dạ. Cái gì khoan bôi sẽ dựa tại là dễ. Rồi chị lên đây với em, lên đây với em chị. Lên đây, đứng kế em tối về nằm mơ vui lắm dạ. Dạ đây con số 6 cho điểm kêu quang. Có 1. 2 con vịt. Có 2. Là nhiêu? Là 22. Hay quá vậy bạn. 31. Có 3. 46. Đi đâu chụp lệ. Đây là 46, 31, 22. Vậy con số 6 đúng cái hiệu vậy. Rồi chị gái bây giờ mình lấy. Trời đất. Chị lấy một con gấu bông hay là chị lấy một cái phiếu mua hàng 200k. Rồi chị lấy vô bên trong nhà. Rồi cho một con phiếu mua hàng người đẹp ơi. Dạ. Dạ. Rồi chị đem cái phiếu mua hàng đó về chỗ mình sử dụng để mình mua vé và sau đó chúng em sẽ thối tiền mặt lại cho mình nha. Dạ, tự nhiên sao mà trên chiếc sân khấu mà ngồi vậy, đứng lên cho nó đẹp coi nè, đứng lên rồi đó. Phải, thì anh tính anh làm quà tặng cho quán. Quà tặng hả? Ừ. Ê vậy em vung vô em làm quà. Không 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 không, em thì bỏ đi. Ủa là tự nhiên là tôi vô làm quà là không không ai lấy hết trơn hả? Đúng rồi, ai mà lấy em. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi. Trời ơi, vậy tôi cũng ngon lắm mà. Trời ơi, ngực tấn công, ngực tấn công phòng thủ nè. Mà đi là đồ giả. Rồi, kính thưa tất cả quý vị và kính thưa quý vị vòng loại vé vừa rồi đã có một chị gái may mắn đoạt giải. Rồi Thuận ơi, mình tư vấn cái phiếu mua hàng đó cho chị gái cho chị luôn nha cưng ơi. Rồi kính thưa tất cả quý vị, vòng loại vé tiếp theo vẫn sẽ là 20.000 đồng cho một tờ lá vé nữa quý vị. Và chúng em nhận thấy thì quý vị cũng đã đến dần gần ngày một đông hơn rồi quý vị ơi. Thì chúng ta cùng nhau lấy điện thoại ra, mình alo và mình kêu gọi người thân. Alo xin cuộc sống đẹp xin. Trời ơi. Mình kêu gọi gia đình, người thân và bạn bè cùng nhau đến để ủng hộ cho bốn đoàn chúng em. Đêm nay là đêm chủ nhật cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhau có được một đêm giải trí vui vẻ bên những người đẹp của chúng em. Và đặc biệt nữa, chúng ta sẽ có những phần quà cầm tay mang về quý vị nha. Chúng em rất là mong tất cả quý vị trong một tối đêm nay sẽ gặp thật nhiều may mắn quý vị ơi. Trời ơi, tao kể cho nghe. Dạ sao anh? Hôm nay tao vô tri lắm. Dạ sao anh? Tao lấy hai cái áo đều là hai áo da. Thầy này bảo vậy, tao nói ủa thay cái này có khác mẹ gì đâu. Trời đất ơi, cái này nó thoáng hơn cái kia. À thoáng hơn á. Dạ em đứng ngay đây nè, đứng ngay đây nè. Gió nó vô. Một hồi trúng gió tôi không chịu trách nhiệm nữa nha. Rồi, hôm, hôm qua đi từ Bình Dương về Sài Gòn dầm mưa đúng không? Dạ đúng rồi. Cái sáng bị cảm. Em cũng bệnh thấy mụn nội nha. Sáng bị cảm cái được ní á, nó qua nó nấu cho nồi xong, nó wow. Nấu cho nồi cháo. Ní nấu nồi cháo luôn. Cái xong rồi nó mua cho mấy cửa thuốc. Uống xong cái buồn ngủ quá mà ngủ. Đi với con Thuận đi mua đồ. Mà xui. Xui với con nó xui quá không mua được gì chết. Vậy mai mốt đừng đi với nó nữa. Thì bởi mai mốt bỏ nó nhà đi. Bởi vì sợ là tối đêm nay mình đi ngày mai mình đi Bình Phước diễn á. Cắt sợ, nó đi. Sợ đi với nó xong xuống không diễn được á. Cắt cái nó thôi, đi. Bởi vì anh không đi với nó luôn. Cắt nó đi. Cắt đi. Cắt đi kệ đi. Bỏ trời, đi. Với nó nghe nè. Hôm qua mua con hôm bữa thứ sáu mua con có một ổ bánh rét sầu riêng mà đòi hoài. Trời đất ơi, mình mời người ta thì mình mời là bán má tiếng mời mà còn đầu tiền lợ không có biết điều, thiệt sự nó đầu tiền hoài à. Con đó nào vợ biết điều đâu, đúng không Nhi? Nhi đây kể cho nghe nè, con đó nó đi tour. Dạ, làm một tour đó, một ngày tour thôi là thu nhập của nó 3 triệu. Trời đất ơi, giàu dữ vậy mà hả, không bao giờ mời anh được tôi gõ luôn. Trời đất ơi, thấy được không?
Trời đất ơi, nó để dành nó nuốt chai. Bởi vậy lương của nó hát bữa giờ tao đâu có trả đâu. Trời, vui ghê. Trời ơi, ủa cái vụ lương là trả lương cho hủ tiếu gõ là mời là tùy hủ. Ăn bún bò không? Gì? Ba ăn bún bò cho mình Phước không? Ba ăn bún bò cho mình Phước không? Có. Ăn có tô bún bò mày làm gì mày kể dữ vậy trời. Nhưng ơi mấy đứa ơi, mấy đứa bán vé nhanh nhanh đi để sổ chứ đứng trên này hơi nóng. Đứng này hơi nóng chứ tại có người mặc nguyên bộ đồ da đó, nó không có thoáng được đó quý vị nha. Một hồi ông cởi ra cái nước nó chảy là lầy cái đường mương. Rồi kính thưa tất cả quý vị, một loại vé tiếp theo là phục vụ cho tất cả quý vị. Kế toán tổng kết với em chị. Ông Phúc nó đi ra đường nó bắt khách luôn. Em ra chợ cây da xà bán luôn đi em. Ra vòng xây bà hôm kéo khách vô luôn cũng được hơn cưng. Hiểu không? Rồi cho em xin tới nhạc Lô Đai luôn đi ông xã. Ai biết ổng. Ê ông đó ổng có vợ chưa? Đi đi. Chết bó. Cha bót đi hả? Bót hả? Em tốt nè. Trời đất ơi, đây là tốt lộ. Trời đất ơi, coi tôi vậy chứ tôi có vợ với mấy má. Xuống gì đây à? Tổng kết vé sổ số luôn. Ghế toán ơi. Xuống gì đây? Rồi tổng kết vé gì dòng loại này luôn đi mấy cưng ơi. Dòng này được nhiêu rồi? Được nhiêu rồi cưng ơi? Đó. Mình bán bao nhiêu mình nhớ, mình tổng kết nhanh còn lẹp gì nha. Con số gì đây à? Máy gì ra máy gì đây, máy gì đây, máy gì đây. Rồi máy gì đây, máy gì đây, máy gì đây. Lắc lắc mà nghe tôi kêu con cờ ra. Cờ ra mà con máy, còn máy gì đây, máy gì đây. Cờ là từ phụ tư phụ quân bảo kiếm sát con lên đàn. Chào rằng lúc trong tình năm cánh mơ màng em luôn trong tình trạng tôi gan dạ hoàn tao ư bốn mười từ bốn mười bốn 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 bốn mười từ bốn 44 ba gì đây à? Ba gì ra con ba gì ra cái ba gì ra con ba gì đây? Theo năm tháng khoai mong thương người đi mấy lần trời hồi âm chưa thấy 37 đây con 37 đó 37 con số gì đây à? Năm gì đây năm gì đây năm gì ra năm gì đây về đây bên nhau ra 56 56 con 56 con 56 con mười tám con mười tám đây con mười tám con mười tám số gì đây năm gì đây con năm gì đây năm gì đây anh đàn em ca năm mười ba 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 còn năm mười ba năm gì nữa đây năm gì đây à năm gì đây ủa cái gì anh chị chị nghẹn lời phải vướng cái cổ vướng cái cổ đi vướng cái hộp cốc năm gì đây còn năm gì đây à chứ dẫu đi góc bể mà chân trời còn biết câu giọng cổ là còn người Việt Nam con năm mươi tám năm mươi tám năm mươi tám năm mươi tám còn năm mươi tám còn số gì đây á do hàng hai hai gì đây còn hai gì ra chiếc tàu hàng năm là 25 25 là 25 là 25 ra 25 là 25 con số gì đây á con số gì đây số gì ra số gì ra cũng đang bé gãy là 57 là 57 57 là 57 57 57 số gì đây mày gì ra mấy gì đây mày gì ra cái chim quyền xuống núi con 11 một thằng đủ đôi con 11 con 11 con 11 con 11 con 11 con chờ chị ra cái mấy chị ra mấy cái gì đây à? Xưa tới nay đi đi làm gì có thai 32 là dễ cần hình dừng xe và con 32 là có một cái dạng may mắn đoạt giải. Trời ơi cái bài tôi hát là cái bài mà tôi nói vô mặt của mấy con BD luôn. Tự nhiên tôi chị gái có cơ kinh là cái gì trời đó đây đây chị ơi đây đây. Dạ, BD làm gì có thai, BD chỉ có vợ nó mới có con thôi. Trời ơi, chị giỡn, đừng buồn chị nghe không? Có cái chuyện đó. Cái buồn có đâu làm gì được chị.
32. 32. 32 có 1. 11. 11 có 2. 44. 44 có 3. 56. 56 có thì đúng. 56, 44, 32, 11. Rồi đúng ký hiệu 4 cái số ngang cho một tờ lá vé. Quý vị không tin tưởng có thể là kiểm tra lại tờ lá vé một lần nữa giùm em quý vị nha. Rồi, bây giờ chị gái lấy một con gấu bông hay là lấy một cái voucher mua sắm 200 ngàn. Rồi, chị tự chọn một con gấu bông giùm em nha. Đó, chị lựa màu nào cũng được. Dạ, có một màu thôi. Rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, vòng lời vé vừa qua đã có một em gái may mắn đoạt giải đó quý vị ơi. Dạ đó quý vị ơi, dạ. Chương trình trò chơi lô tô là trò chơi hơn xui mai rủi quý vị. Và kính thưa quý vị, cái lòng cầu của chúng em là có 60 con số ở trong đó. Và chúng em sẽ quay banh với tay này quý vị. Chúng em sẽ không biết là chúng em bốc ra con nào. Cho nên là hơn xui mai rủi quý vị nha. Quý vị may mắn thì quý vị sẽ đoạt giải quý vị ơi. Đó, cho nên là quý vị lưới giùm em quý vị ơi. Dạ, cái lòng cầu như này nè quý vị. Chúng em cứ quay như thế này nè quý vị. Và chúng em bốc ra ngẫu nhiên từng con số. Nếu quý vị có 4 con số trên một hàng ngang của một tờ lá vé là quý vị là đoạt giải rồi đó quý vị. Dạ, cái trò chơi lô tô này nó dễ như ăn chuối vậy đó quý vị. Dạ, đơn giản như đang giỡn chứ quý vị. Trời, nó dễ ẹt luôn quý vị ơi. Dạ, không có gì đâu khó khăn đâu quý vị nha. Và quý vị khi mà quý vị mà ủng hộ giùm em những tấm lá vé thì quý vị nhìn trên tấm lá vé giùm em, 4 con số trên một hàng ngang là hợp lệ, 5 số là dư, 3 số là thiếu. Những tờ lá vé nào mà lem mực không rõ ký hiệu, không rõ số mình đổi ngay lại với ban tổ chức giùm em. 5 số nhiêu tiền? Hả? 5 số nhiêu tiền? 5 số. Gì vậy cháu nội? Trời ơi, tôi nói là 5 con số hàng ngang, cha ơi cha. 5 con số. Tự nhiên em mới nói 5 con số hàng ngang, tự nhiên nói 5 số. Trời ơi, ai mà biết em bán gì 5 số? Trời ơi. Trời ơi, đừng có nói mà để tí xíu mà mấy đứa nó quét vào luôn, nó thấy cái shop của em trên đó nha. Trời đất ơi, Thạch Cơ nương nương. Dạ thưa quý vị, dạ Thạch Cơ official quý vị nha. Thạch Cơ dạ, official. Dạ thôi em giỡn quý vị, em giỡn. À, vâng, kính thưa quý vị, và cái nickname của mấy đứa trong đoàn em quý vị trên Blue á, thì thằng trợ lý á là Bigon. Trời đất ơi, thằng tiên nhỏ ơi. Này là Thạch Cơ shop official. Trời mẹ ơi. Phúc là gì quên rồi. À, người đẹp Diễm Phúc. Người đẹp Diễm Phúc. Thuận đúng là... luôn hả? Thuận là gì? Thằng Thuận. Ủa cưng không chơi blue hả? LGBT mà không chơi blue. Thuận là boss gồng. Trời đất, LGBT mà không chơi blue. Boss gồng 8cm. Trời mẹ ơi, trời ơi. Cái nick của nó đó. Sơ sinh hả? Ê Hoàng, nick blue con nhi mới vui. Còn cái nick blue của ông đánh ông âm thanh là gì biết không? Anh Chỉnh Âm Thanh banh chành. Gầy là thầy. Trời đất ơi, tưởng đó anh Chỉnh Âm Thanh banh chành đời em. Trời đất ơi. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Có quen không vậy? Khán giả hả? Rồi ngồi đó đi chị gái. Ủa lộn. Chị uống gì chị kêu đi. Chị tự trả tiền. Ai mà gặp trả tiền cho chị? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có cái gì vậy không nội? Rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, một loại vé đang phục vụ cho tất cả quý vị vẫn là một loại vé tiếp theo quý vị ơi. Em cũng dài da kìa, bót da kìa. Wow. Thôi đừng có nói bót ở đây, tao tưởng đâu bót tầm. Bót da. Đồ bót chứ không phải là bót tầm, hiểu không cưng? Em top hả? Trời ơi. Em top 5 Hoàng Hậu Hoàng Vũ hả em? Em top hả? Vợ em đâu? Top nhúng hả? Chắc lớn còn chơi thuốc nhúng không nội? Đâu có. Bây giờ nó lạ lắm. Sao anh? Top nằm dưới. Nằm dưới. À, dạ, sách có câu ai rồi cũng sẽ có một thời gian để mệt mỏi, chúng ta cần nghỉ ngơi phải không? Dạ, ừ, gồng, tôi đi gồng gồng cũng lấy chồng hà thật sự. Tôi lấy chồng đại đi, gồng chi hiểu không? Giống như chị nè, thiệt sợ. Ai rồi cũng sẽ khác á, ai rồi cũng bóng má ơi. Rồi, như thưa tất cả quý vị, một loại vé tiếp theo đang phục vụ cho tất cả quý vị. Rồi thì quý vị nào chúng ta chưa có tờ lá vé mà giơ cao một cái tay ủng hộ giùm em quý vị nha. Dạ, những vòng loại như thế này thì chúng em sẽ đánh nhanh rút gọn, không để tất cả quý vị chờ đợi lâu luôn quý vị. Dạ, dạ ôi trời, bà đẹp quá, trời quá đất thiệt sự. Trời ơi, lên coi TikTok của bà đi, bà chửi chấn động cho nó đó. Trời. Dạ, coi như em chưa nấu gì cho chị nha. Dạ, dạ coi như em chưa nấu gì không? Dạ, nó chai. Ủa rồi, nó báo cáo chưa? Hai vé nữa đi. Ba vé nữa đi quý vị. Dạ cho em xin thêm 3 tờ lá vé nữa thôi quý vị ơi. Dạ mỗi một người một vé, 3 khán giả 3 vé nữa thôi quý vị. Dạ mỗi người một vé nữa thôi, 3 người 3 vé nữa em sổ liền. Bây giờ mỗi một bàn một vé giùm em nữa đi quý vị. Bàn này vé nữa đi. Bàn này một vé thôi. Only one. Một vé. Trời ơi, tôi xin có một vé nữa mà không. Không có một vé nữa mà không buồn. Dạ cái bàn ngồi cạnh á, cái bàn ngồi cạnh đây đây đó, một vé đó đi chị, ủng hộ em một vé đó đi gia đình mình ơi, một vé đó đi gia đình mình ơi. Dạ một vé. Anh móc tiền kìa Thuận ơi. Trời, anh móc kìa, anh móc đâu, anh nào móc gãi, anh ngứa, anh gãi. À, anh ngứa, anh gãi. Trời, tôi tưởng móc tiền nội ơi, trời ngứa gãi. Trời ơi trời. Dây dạ. Cảm ơn Phúc.
ngoài chợ cái giá sàn tao mua kìa, chạy đi em. Chạy chạy nó cưng, chạy chạy nó dòng xe bà hôm bán luôn cưng, bán ba vé ra rồi vô đây sổ cưng. Trời nó chạy thiệt không nữa. Trời đất ơi. Vậy thôi, quý vị nào từ Calabria trên tay mới sẽ chúng ta cưng. Dò số. Kính chúc quý vị thật nhiều may mắn. Say. Số gì đây à? Mấy cờ ra cái mấy chị ra mấy gì đây? Mấy gì đây lắm lắm mà nghe tôi kêu cờ ra cái rắc cũng mấy. Xong hợp nha. Mấy chị đây, mấy chị ra ba, chị ra con ba, chị ra tiếng đàn ba lư. 34, 34, 34 mà gặp gặp vô chồng, gặp vô đi bắt con mới mấy chị đây, mấy chị đây. Cái nhà em vô thấy phục mà em siêu. Sao em? Nước mơ về nhiều, nước mơ về nhiều. Làm gì? Mà cho tốt thì 51. 51, 51, 51, 51. 51 ra 51, 51 ra 51 cho hàng số. Số gì đây? Cái gì mà xin cái nghĩa mà bốn tình với cái ngành gia đình thì phải mà xa lạ. Tình làm chi mà nói ra học giác ra số 8. Còn số 8 ra còn số 8. Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Mấy chị đi cùng bốn, chị đi buồn, chị đi buồn, chị đi mới tình mà là căm. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Mười gì đây con, mười gì đây à? Mười gì đây con, mười gì đây mà em biết yêu chẳng đẹp ngày rằm rằm 15. Con 15, con 15 đi vô cái gì, con 15, con 15, con 15. Số gì đây mày gì ra cho từ từ đừng có lính quân. Con số 9, 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 con số 9. Giờ hàng năm năm gì đây con, năm gì đây, năm gì ra, năm gì ra với tấm liều xinh xinh ra. 59, 59 còn 59, còn 59, 59 là 59, 59 còn số gì ra, số gì này số gì ra, nhớ tôi mấy tóc nhớ luôn hoàng hôn. Ra 44, 44 ra 44, 44, 44, 44, 44, 44. Ba chị đi con, ba chị đi, ba chị đi con, ba giữa con. 31, 31, 31, 31 là tăng vé cỡ hơn xích lô ôi dừng xe. Dạ, con 31 đọt giải, anh ơi dừng kiệu lại. Kính thưa quý vị, dạ rất là nhanh quý vị ơi, và con 31 đã có khán giả may mắn đọt giải. Quý vị nào đọt giải con 31 lên sân khấu một lượt, em kiểm tra một lượt tài là vé luôn quý vị nha. Rồi, chớp mừng chị ơi, chớp mừng em gái, lên đây cưng ơi. Trời đất ơi, cái chị này nè chị, hồi nãy em bán chị hai vé mà hãy nhìn chị suy nghĩ mệt mỏi lắm. Đó, nhiều xin cái sự đắn đo vậy đó mà mình hên, hiểu không? Đó, dòng sao đừng có đắn đo nữa, quốc đại đi cưng, hiểu không? 31, 31 có 1, 59, 59 có 2, rằm 15, 15 có 3, số 8, đầy đủ hợp lệ. Số 8, 15, 31 và 59, đúng ký hiệu tài lạ vé, 4 cái số ngang cho tài lạ vé. Quý vị không tin tưởng có thể lên kiểm tra lại tài lạ vé. Còn ai đọt giải nữa không ạ? Còn ai đọt giải nữa không? À, dạ, mình trao quà ra bên ngoài rồi là em không giải quyết vấn đề về sau đâu. Quý vị nào mà còn đang đọt giải lên sẽ có em kiểm tra một lượt tài lạ vé. Nếu mà kinh trùng giải thưởng thì mình chia đều. Còn nếu mà chỉ có kinh một mình thì mình nhận trọn vẹn giải thưởng. Còn ai đọt giải nữa không ạ? Rồi, 1, 2, 3, rồi chốt đơn. Rồi, bây giờ em lấy gấu bông hay là lấy cái phương trường mua sắm 200? Lấy gấu bông rồi chọn chị một con gấu bông nha không? Dạ, con nào cũng như con nào thôi chị nha. Đó. Cưng có thể lấy những con gấu bông màu trắng, mà con có thể lấy, hoặc cưng có thể lấy con gấu bóng màu tím cũng được. Dạ, màu tím là gấu bóng nha, màu trắng là gấu bông nha không? Dạ, đó. Rồi. Về. Má nói gì ạ? Má nói gì ạ? Má nói gì ngưng 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 gì ạ? Trời đất ơi, cô vô cái xào huyệt của tôi rồi mà cô nói ngưng hả? Trời đất ơi, hả? Chị tớp. Rồi kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, vòng loại vé vừa qua đã có cái giải may mắn đoạt giải. Và quý vị, em xin phép nhắc lại cho tất cả quý vị, chúng ta ghi nhớ giùm em tất cả những tờ là vé lô tô cũ trong buổi tối đêm nay. Mình từ vòng loại đầu cho đến vòng loại cuối, quý vị giữ lại hết giùm em. Sau vòng loại cuối chúng em sẽ có một vòng loại đổi vé cho tất cả quý vị. Hai tờ là vé lô tô cũ chúng em sẽ đổi cho quý vị thành một tờ là vé lô tô mới, để chúng ta cùng nhau nhận thêm cho mình một phần quà miễn phí cho vòng loại sau cùng nữa quý vị nha. Cho nên là tất cả những tờ là vé nào mà trúng giải thì không nói, nhưng những tờ là vé nào mà chúng ta chưa may mắn đọc giải đó quý vị, mình đừng vội xé bỏ, mình giữ lại hết giùm em bởi vì nó vẫn còn giá trị sử dụng. Hay vòng loại sau cùng chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị. Hai vé lô tô cũ chúng em sẽ đổi cho tất cả quý vị thành một cái vé lô tô mới quý vị nha.
Đó, rồi thì quý vị nào mà chúng ta chưa có tờ lá vé cho vòng loại này nè quý vị ơi. Dạ rõ, trai xinh gái đẹp nè quý vị ơi. Trời đất ơi, các anh trai tới tuổi biết dê, các chị gái tới tuổi cặp kê đó. Đó, 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 anh ba, chị bảy, hoàng tử, công chúa, anh trai, chị gái nào cho chương trình làm vé ủng hộ giùm em. Sách có câu dạng không đi hội chợ thì thôi, mà đã đi coi hội chợ, coi lô tô xô là phải lôi quà về. Lôi quà về bằng cách nào? Ủng hộ, sao mà lắc hoài trời. Không trúng hả? Đại là tại cương chưa tới số, hiểu không? Tới số là trúng liền, thật sự. Hiểu không? Kệ đi, không sao đâu cương ơi. Người ta nói sao? Còn thở là còn gỡ, cương hiểu không? Không trúng dòng nào hả? Gom hết vé cũ lại dòng cuối, chị đổi hai vé cũ thành một vé mới, biết đâu cái dòng đó cương trúng sao? Không trúng nó sao cho con này nó không, chứ con này sao mà nó cuộc đời nó u ám như vậy trời. Trời ơi, cương phải ngước lên chứ trời, cương phải tự tin là dòng sao mình kinh, cương hiểu không? Cứ đừng có nói như vậy, hiểu không nè, đó, nhóc nè, đó, nhóc nó trúng được con có bông, nhìn tao nó cười hoài, thấy chưa, cuộc đời nó sáng sủa liền, thấy chưa, hiểu không, nè, yên tâm đi, hả, bà, chị tớp nè, trời ơi, cỡ nào cũng được hết trơn, trời, chị là, nói chung là như nước tương sinh su vậy đó, chai mặn đều dùng được, hiểu không, dạ, rồi, dạ, nó gần nó xa qua, nó thiệt quý vị ơi, còn sôi động lại, nhìn tao là giá cuối thôi quý vị ơi, dạ, người ta nói giá cặn, giá thừa, giá chừa, đọt giải, nhìn tâm lá giá cuối là nhìn tâm lá giá rủi nhiều mai, ủng hộ liền tay giùm em quý vị, dạ, cái nhà có 53 cái cửa, ai có giá rồi, có giá nữa thì mua thêm, mua càng nhiều giá cơ hội trúng giải càng cao quý vị nha, nè, cưng, đúng không cưng, mua một tờ lá giá thì cưng chỉ có một cơ hội trúng giải mà thôi, cưng mua 2 tờ lá giá cái cưng nhân đôi cơ hội trúng giải, mua 3 tờ lá giá cái gấp 3 là cơ hội trúng giải, mua 4 tờ lá giá 80. Trời đất ơi, cưng trúng một con gấu là mấy trăm ngàn, còn không thì cưng lấy một cái phiếu mua hàng 200 ngàn, cưng về cưng mua một vé thì chị thấu là cưng 180 có vốn trực tiếp. Biết tại sao mày biết cái dòng này không trúng, cái nhỏ này trời ơi, hiểu không, biết đâu dòng này trúng sao, trời ơi, cái con nhỏ này quá trời ơi, mình phải tự tin, hiểu không, mình không, mình phải tự tin, mình hy vọng một ngày mai tươi sáng, cưng hiểu không, hả, không luôn hả, nói này kỳ sao, trời đất ơi. Dạ, trời đất ơi, tối đêm nay tới 70 vòng lận chị ơi, mới có 5 vòng à, không sao hết trơn á. Trời đất ơi, tới mới có 5 vòng mà như con cái me rụng lá, như con bò rụng cọng lông, trời đất ơi, tối đêm nay là 70 vòng ha. Rồi, tổng kết với em chị đi cưng ơi, cục vàng nhiêu? Ê, vậy thôi à. Rồi, dạ, còn số đồng lại như tờ lá vé tới cái trời đất ơi. Wow, sit down, hey, sit down please, sit down. Trời ơi, ghế, trời ơi, lấy cái ghế cho chị An tọa liền mấy đứa ơi. Trời đất ơi. Rồi, đôi ba tờ lá vé nữa đi quý vị ơi. Dạ, quý vị nào chưa có tờ lá phải ủng hộ giùm em. À, tổng kết dạo một lần nữa đi, cái gì đâu mà tôi kỳ vậy. Thiệt không? Thiệt hả? Dạo một lần nữa đi, coi chừng á. Dạ, gia đình nào chúng ta chưa có tờ lá vé không quý vị ơi? Dạ. Đó, quý vị nào chúng ta chưa có tờ lá vé ủng hộ giùm em quý vị nha. Bởi vì sao quý vị ơi, dạ biết đâu những dòng loại kế tiếp là dòng loại mà chúng ta may mắn đoạt giải sao quý vị ơi. Dạ cũng chỉ có Rodai mới có 2-3 dòng thôi quý vị. Trời ơi, chưa cái gì đâu, chưa có thấm tháp gì đâu. Máy chưa có nóng đúng không cô? Trời ơi, xăng chưa có xuống, thiệt sự. Bô xe chưa có nóng em thiệt. Trời đất ơi, nhiều mà cưng. Rồi, 2-3 vé đây đi quý vị. Dạ, khoảng 2-3 vé đây em sổ liền dòng loại này quý vị ơi. Dạ, còn nếu quý vị thương tình ủng hộ em thì 5 vé nữa em cảm ơn quý vị. Dạ, đội ơi quý vị, dạ, thank you. Dạ, thôi 2-3 vé đây đi quý vị. Dạ, 5 vé nữa cũng được quý vị ơi. Dạ, mỗi người ủng hộ em thêm 1 là vé nữa cho quý vị ơi. 20 ngàn chẳng đáng là bao, ăn trầu nhà bảo, thuốc vị phà cũng tiêu tan cho quý vị. Dạ, đó 20 ngàn đối quý vị thì nó công bán là bao, mà đối với chúng em thì nó lớn lao vô cùng. Trời đất ơi, khách mới vô kìa mấy cưng ơi. Trời ơi, đón khách như đón người thân phương xa trở về mấy đứa. Đó, cười lên cho chị. Cười lên hả? Trời đó, khăn lạnh đi, khăn lạnh kìa, khăn lạnh lau mặt cho khách kìa, trời đất ơi. Rồi rồi gần đó, rồi tản ra đừng có xuống lại, mỗi đứa một góc giùm chị, tản ra hết nha không. Đó, rồi. Nấu trời ngồi cho bạn này nhiêu vé rồi? Nhiêu vé rồi? Mày xin, con này nó xạo dữ vậy trời ơi, mới có việc này 5 vé, đâu mà ra 50 vé. Gì? Bạn này, không ý đó là bạn này nè, mấy vé rồi? Tôi nói cái bàn này nè, mấy cái bàn trước là chặt rồi, để tính chi nữa, tra cái dòng này chứ không phải bàn này. Cái dòng này nè, nó bị vô tri em ơi, thôi đừng có nói đó. Ý tôi nói là cái bàn đó đó là một dòng này mua mấy vé rồi, hiểu không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con người mà tôi mua có bao năm vé vậy? Bây giờ vé ai đi, vé ai nó dò lọc ai nó hưởng đỡ cái lộn, hiểu không? Hả sao? Sao con này nó cứ mua vé mà nó không trúng hoài vậy trời ơi, tôi tức. Bởi vì mới không trúng đó, mua vé thì nó có tiền. Có tiền mình trúng. Trời ơi, tôi tức. Rồi, kính thưa quý vị. Cái gì? Rầm.
Rồi, ở 5 vé nữa đi quý vị. Dạ, nếu quý vị thương tình ủng hộ giùm em thêm mỗi người vé nữa đi quý vị nha. Dạ, đó. Rồi, quý vị nào mà chúng ta mới vừa vô mình chưa có những cái tấm lá vé cho vòng loại này đó quý vị. Dạ, thì thôi mình thử vận may cho vòng loại này luôn quý vị ơi. Dạ, đó, chúng em mới chỉ rô đai chỉ có 2-3 vòng thôi quý vị. Và cũng chưa có thấm tháp cho đâu đâu quý vị ơi. Trời ơi, tối nay 70 vòng luôn quý vị. Hát từ 3-4 giờ sáng luôn quý vị nha. Thử đi. Dạ. Thử đi. Trời đất ơi, thiệt. Không, hát tới 10 giờ rưỡi thôi, còn tát tới 3 giờ sáng là về phòng em quay tường, em quay đầu vô tường hát mình. Nhưng cũng điên. Hả? 4 vé nữa đi quý vị. Dạ, 4 vé nữa thôi quý vị. Yeah, anh ba. Trời ơi. Anh ba. Anh ba. Rồi, anh ba đi luôn rồi. Anh kêu anh ba đi luôn rồi. Tại em kêu giọng BD quá đó. À giờ kêu giọng con gái coi. Giọng gái hả? Anh ba. Mua vé anh ba ơi. Giọng đó đàn ông má ơi. Chết mẹ lộn hả? Lộn quên lộn. Mua vé đi anh ba. Anh nghe điện anh gọi điện anh kêu bạn tớ. Trời đất ơi dễ thương. Dạ rồi. Rồi 4 vé rồi đi quý vị. Dạ. Biết ông gọi điện kêu gì không? Kêu gì vậy? Kêu công an tới bắt em. Chị má trả cho cái gì kỳ em nào. Trời đất gì nữa vậy? Sao ông này ông trù tôi hoài vậy? Trời ơi trời sủ em ơi anh ơi. Trời ơi ngày mai Tết nửa năm là anh ơi sủ em anh ơi. Rồi. Tổng kết lại vòng nữa chị coi thử ơi. Kêu công an tới tép em á. Tép gì cha? Tép gì ông nội? Cái Covid nữa đâu mà tép. Tép rồi có dương tính không á? Dương tính chứ gì? Tôi là dương tính với dòng máu BD. Thật sự. Rồi. Y cũ hả? Thôi 4 vé nữa đi quý vị ơi. Dạ trên xin thêm 4 tài là vé nữa thôi quý vị ơi. Dạ 4 lá vé cuối cùng nữa thôi quý vị. Dạ bây giờ mỗi một bàn một vé giùm em nữa thôi quý vị. Thôi nè bây giờ nè cơn cái bàn này vé nó đi. Một vé nó đang nghỉ. Một vé nó thôi. Một vé duy nhất thôi. Không cái vé thứ hai đó. Một vé nữa thôi. Đó, rồi, dạ. Bạn kế bên một vé này giùm em đi ạ. Một vé này giùm em đi ạ. Các bạn kế bên một vé này giùm em đi ạ. Dạ, anh chị ơi, Nhi ơi Nhi. Mời anh chị một vé nữa thôi, một vé nữa thôi. Một vé nữa thôi, một bàn một vé nữa thôi. Dạ, trời đất ơi. Vé nữa đi anh, đó, trời ơi, đẹp trai nhất thật sự. Hả? Cô vé tặng cái hung hả? Hèn chi nữa giờ mà vé ấy. Khôn nha, em chứ quê chị đầy. Không phải thôi. Tại vì nó đòi hung ta cái ta sợ ta không dám mua vé. Trời đất ơi. Vậy. Rồi, vé cuối nữa quý. Là 1 2 3, còn vé cuối nữa. Vé nữa đi quý vị, vé cuối. Vé nữa. Vé chẳng chọi nữa quý vị ơi. Vé ok nên em sổ liền quý vị. Vé nữa đi quý vị. Dễ thương dễ sợ. Nói nghe nè quý vị ơi, quý vị thương tình mua vé giùm em đi chứ đứng trên này nóng quá. Em sợ em số lẻ. Trời ơi, tưởng như cái quả diễm sơ vậy. Lô tô không ồn, cái gì ồn cha nội. Trời đất ơi. Trời giống đám màu không được cái sợ. Gì sợ dữ lắm giống như chưa hề có cuộc chia ly á. Vé cuối quý vị ơi, vé cuối đi quý vị. Một vé chót thôi, một vé thôi. Vé được vé nào không nè? Vé cuối đi quý vị. Cái thằng này bữa nay nó xu lắm, đi mua đồ cũng không có ai bán trên á. Không giờ chị nói nghe nè, em lại em kiếm nhỏ gái nào đẹp đẹp hung nó cái đi xả xui. BD hung bánh mèo, BD hung bánh mèo xả xui. Nhỏ đeo kiến đẹp nè. Thằng tốt này nè. Nhỏ tự kiến áo trắng nè Thuận. Thằng tốt này nè. Ôm hung nó cái gì lại ôm hung cái đi. Ôm hung thắm thiết đi. Nhỏ kia kìa má. Nhỏ đeo mắt kiến nè. Nhỏ đó đó. Nhỏ tốt này nè. Rồi xong rồi hả? Rồi sổ. Rồi kính chúc quý vị thật nhiều may mắn. Mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Lắc lắc là nghe tôi kêu con được ra. Hey! Ra bà con mấy con mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Tất liệu lý trường của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Tất liệu lý trường của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Tất liệu lý trường đó ta xây bằng duyệt bằng tiền. Của mấy mấy như bằng tiền khi ta ngắm nhìn. Ông đang còn xin để con số chín. Con số chín, con số chín. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Các bác chị ra, mấy chị đây à. Ba chị ra, có ba chị ra. Các bác chị ra, còn ba chị ra. Ôi lý chị quyền, 30 nguyên. Còn 30, còn 30. Còn 30, còn 30, còn 30, còn 30. Mấy chị đi cùng ba chị đi. Ba chị đi cùng ba chị đi. Ba chị đi với em. Anh ấy là người tình mà trăm năm. Còn 35, 35, 35, 35. 35, 35, 35, 35 rồi số gì đây? Mấy gì đây, mấy gì đâu? Đâu đâu cũng có nghĩa tình. Đâu đâu cũng có mau công trình. Đường xây là 37, 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
37 ra 37. Cái 37 còn số gì ra là mấy gì đây? Còn số gì đây? Số gì ra số gì đây? Thì mấy gì ra tao? Đúng tao đúng chặt quần áo 46 ra 46, 46 ra 46. 46, 46 còn số gì ra? Mấy gì ra mấy gì đây? Lục chuối nào nhớ không anh? Nơi chúng mình ừ 44. Giờ từ từ đừng có lên cái quân. 59, 59 còn 59. 59, 59 còn 59, 59 mấy chị đây mấy chị đây con hai chị đây hai chị đây hai chị đây đi ra một trái pizza một trái pizza hai trái pizza hai trái pizza quy một. Lên sân khấu em kiểm tra một lượt tại là vé luôn quý vị ơi. Còn ai đọc giải nữa không à? Lên em kiểm tra một lượt tại là vé luôn quý vị nha. Đây, đây. Ủa, lộn quên, tiện lấy cái điện thoại là gì quên lộn. Trời ơi. 25 có 1 37 có 2 44 có 3 55 đầy đủ vô lề. 55, 44, 37 và 25 đúng ký hiệu tại là vé. 25, 37, 44 và 55. Rồi, 4 cái số hàng ngang cho mình tại là vé hoàn toàn phù hợp từ 4 đến 3 trên lòng cầu. Quý vị không tin tưởng có thể kiểm tra lại tại lấy giùm em. Còn ai đọt giải nữa không ạ? Dạ không ạ, không có hỏi má ơi, má ngồi đó là biết má không đọt giải rồi má ơi. Trời đất ơi. Rồi, dạ, nếu mà vậy thì rồi em gái giùm mình nhận một con gấu bông hay là mình nhận một cái phiếu mua hàng thì mình có thể tự chọn. Rồi vậy mình liên hệ ban tổ chức nhận một cái phiếu mua hàng nha. Rồi mình đem cái phiếu mua hàng đó về chỗ mình mua vé. Rồi bên đó tụi chị sẽ giải quyết cái phiếu mua hàng đó cho cưng nha. Rồi tất cả thưa quý vị thân mến, và dòng lời vừa qua đã có một khán giả may mắn đoạt giải rồi quý vị. Dạ em xin được phép nhắc lại một lần nữa để tất cả quý vị chúng ta cùng ghi nhớ giùm em. Tất cả những tờ lá vé lô tô mà chúng ta chưa may mắn đoạt giải trong đêm ngày hôm nay, từ dòng loại đầu cho đến dòng loại cuối, quý vị giữ lại hết giùm em. Để làm cái gì? Để dòng loại sau cùng chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị. Thứ hai, tờ lá vé lô tô cũ chúng em sẽ đổi cho tất cả quý vị thành một tờ lá vé lô tô mới. Và cái dòng đó, cái dòng đổi vé là cái dòng miễn phí quý vị nha. Vẫn sẽ có một phần quà miễn phí gửi đến cho tất cả quý vị. Dạ, làm quà cầm tay mang về quý vị. Đó là dòng loại mà chúng em trên tất cả quý vị đều ngồi lại với chúng em ở dòng loại cuối. Đạt đâu rồi?
sao ngồi trò hỏ ra cha nội? Sao vậy? Nực không? Nực dữ lắm hả? Nực hả? Tôi có ngồi quan sát mấy đứa bán vé. Đó. Đó, nhìn ổng giống chăn dắt không? Ngồi quan sát mấy đứa bán vé giống như chăn dắt vậy không nội ơi? Trời đất ơi, dạ không sạch. Rồi nó bé cưng, nó bé cưng. Đó, camera chạy bằng cơm chuẩn bị lia tụi cưng nha không? Tản ra tụi cưng nha không? Tản ra để tối họp ráng chịu. Lát họp. Tản ra, đừng có dụng dụng lợi hiểu không? Ê, tản ra đi, ừ, đồng ý là phía dưới trai đẹp cũng nhiều hiểu không? Nhưng mà quan trọng là mình đi làm trước hiểu không? Lát xin Zalo sau nghe không? Ừ, dễ tôi dễ sợ. Mai mốt người ta in cái áo, người ta để cái mã Zalo mình trên cái áo luôn đi. Đúng rồi. À. Đi qua thấy anh nào hợp nhãn cái, vậy đó. Ủa tự nhiên mày dán cái này cái mày chu gì lên là gì? Cái mã em kìa. Kìa gì không nào? Ngoài kìa cái gì? Kìa, em thấy gì không? Thấy gì? Người ta chào 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 cha. Trời ơi tôi tưởng đâu trai á nó thù chứ anh đâu phải tâm linh như mấy đứa kia đâu mà thấy được những cái kia. Không nội 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 tối nay tôi ở nhà mình đó cha. Nội tối đi luôn đi, tối đi Bình Phước luôn đi vui lắm. Này không có được, ngày mai còn công chuyện thì đi. Tối nay cho uống nước sâm. Sâm mấy sâm? Ba sâm, tri sâm. Ông nội trời ơi là trời, đừng có nói vậy, nhỏ đó đánh giá em, nó đánh nè, đi luôn đi. Tối nay nè, một sâm nè, hai sâm nè, tri sâm được không? Quỷ kèo. Quỷ kèo hả? Không. Ê, không phải. Dù sao ngày xưa nó cũng thật làm tốt mà. Nhưng mà giờ nó bót rồi. Ê quên. Bót dữ chưa? Ê quên, thằng này hồi xưa là từ làm tốt xuống bót đúng không? Ừ. Tôi hồi xưa bót lộ vậy lên làm tốt lộ là sao ta? Ừ, thì thôi tôi tối nay em xử nó đi. Ở đây, hả? Đừng có vậy. Kia, ai nữa? Đâu ai nữa? Bốn đứa tụm chỗ bán vé. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ta năn nỉ tụi bay. Trời ơi, camera chạy bằng cơm trên đây nè cha cha. Nó đi vòng vòng đi cưng hiểu không? Cứ đi vòng vòng đi cưng, đừng có tụm lại, cứ đừng có tụm lại hiểu không? Tụm lại ổng chửi đó. Thôi ổng hợp đó, hiểu tụi không? Tụi bay đi dắt da dắt dưỡng đi, chứ tụi bay đừng có đứng một chỗ nữa, tao mệt quá rồi. Đừng có chửi nữa. Chứ sao? Đuổi hả? Đuổi má đầu tiên. Đuổi má đầu tiên, đuổi cái con suối đầu tiên á. Đuổi cái con mà đâm mày thóc thật quyền gạo là bà đó, bà nội. Chị, hả? Đi nãy giờ giáp vòng hai vé. Đi vòng vòng, trời ơi, cái con Dông Nhi. Ủa lộn, là cái con Yến Nhi này. Trời đất ơi, hai vé hả? Thôi kệ đi, hai vé là số nhiều rồi cưng, hiểu không? Ráng thêm hai vé kìa Phúc. Vé này bên đây nè. Dạ. Ủa là gì? Nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy gần chết. Trời thánh thần, đi đợi bà ác dễ sợ vậy. Rồi vòng này tổng kết vé chị đi Thận ơi Thận. Cái gì? Cái con này nó tổng kết cái gì mà? Ba vé nữa đi quý vị. Ba vé nữa đi quý vị. Ba vé nữa thôi quý vị ơi. Dạ, quý vị ở phía xa xa ai chưa có vé không quý vị ơi? Dạ đó. Vâng, kính thưa quý vị, và phía bên trong nữ ca sĩ Yến Phương đã có mặt rồi quý vị ơi. Thì sau vòng loại này thì nữ ca sĩ Yến Phương sẽ lên phục vụ vị khán giả mà những ca khúc rất là hay và rất là sôi động nha. Một lát chị Phương chị sẽ nhảy những cái vũ điệu rất là đặc biệt. Dạ. Và một lát mấy con nhỏ BD này cũng sẽ lên phụ họa cho chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, có thể là chị nhảy vừa vừa thôi, em đồ giả không rớt rồi tùm lum anh chị nha, nhảy vừa vừa thôi chị ơi. Vâng, kính thưa quý vị, và có thể vào đêm chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa như vậy. Dạ, kính thưa quý vị, nếu mà tất cả quý vị cứ ủng hộ giúp cho bộ đoàn chúng em hàng đêm như thế này quý vị, dạ đừng tắm lá vé thưa quý vị, dạ thì chúng em sẽ luôn phiên thay cụ đời mới với những ca sĩ về đây phục vụ cho tất cả quý vị. Dạ đó, thì dự kiến là chủ nhật tuần sau thì quý vị sẽ được gặp gỡ với một nam ca sĩ hết sức là điển trai quý vị, và nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa quý vị nha. Dạ rồi, thì chúng em, dạ kính thưa quý vị, chúng em có một cái trang fanpage trên Facebook đó quý vị, là Gánh Hát Lô Tô Nguyễn Nhân Ngư, và chúng em thường xuyên up những cái lịch diễn, danh sách ca sĩ nghệ sĩ và đặc biệt là những cái chủ đề cũng như là những cái thông báo lên trên trang fanpage đó. Thì quý vị vui lòng mình truy cập vào trang fanpage đó mà cho em xin một cái share, một cái like đi quý vị, dạ để cho chúng ta tiền bề mình theo dõi cái lịch diễn của bộ đoàn chúng em quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, và bên cạnh đó thì Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư tụi em có một cái kênh YouTube cũng tên gọi là Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư luôn, quý vị lên theo dõi cái trang đó giùm em nha. Dạ, kính thưa quý vị, cái kênh YouTube đó là chúng em sẽ quay lại hết toàn bộ chương trình ở từng đêm diễn của chúng em up lên trên YouTube đó đó quý vị. Dạ, thì cái rảnh mình lên đó mình coi quý vị nha. Dạ. Và kính thưa quý vị, và lâu lâu có những cái đặc biệt giống như là những cái đêm ăn nhậu say xỉn của người đẹp Hoài Sơn em cũng sẽ up lên đó nha quý vị. Anh còn clip mà Vũng Tàu vui lắm. Không nội nội không, các clip nó vui. Không, tối nay anh bớt. Các clip nó vui dị dạng tôi đi cái clip đó. Trời ơi, cái clip đó thì sẽ đừng. Trời đất ơi, nó bán gì hả? Sao chửi nhỏ vậy? Sao bán vé áp lực như vậy trời? Bé. Sao chửi nó như vậy? Nói nghe nè, đừng có chửi nữa. Mình văn minh rồi, đừng có chửi nữa. Quánh nó trời. Trời ơi, văn minh dữ chưa?
Trời ơi, Văn Minh giữ chưa? Rồi, nhiêu vé dòng này được cưng ơi? Rồi, quý vị nào có vé tài mắt dễ ánh sáng cho chuẩn bị vào số. Kính chúc quý vị thật nhiều may mắn. Hey, mày kì đây, mày kì đây, mày kì đây. Lắm làm mà nghe tôi kêu con gỡ ra. Gỡ ra mà con mấy con mày kì đây, mày kì đây, mày kì đây. Chúc anh đài quá thơm là trai. Chúc anh đài quá thơm là trai. Sao này? Yeah. Mấy chị ra sau đêm nay và ngàn đêm nữa thôi. Em chỉ yêu gì yêu một mình anh. Dù cho tình đôi ta cách ngăn, ngủ đi anh một giấc mơ thật tiên. 60 nguyên còn 60, còn 60, còn 60 và còn 60 rồi. Còn 60 con số gì đây, số gì ra, số gì đây, cái mấy chị ra. Anh xin theo em về nhà, về quê hương yêu dấu. Anh xin theo em về nhà, về quê hương yêu dấu. Chừng chặt đeo thuốc chân cao anh sao đừng đừng ngọn nến. Đêm qua đang rước nhau anh đi về nhà. Là 33, 33, là 33, 33, 33, 33, 33, 33. Trước cũng ba mà sau cũng ba bia. Ba 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 mi ba. Mấy chị đây, mấy chị đây. Anh con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hai con gà đá nhau. Một con chảy máu, một con vô nồi cháo. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Con số 6, con số 6 là con số 6. Mày thì đêm mày thì ra. Đã biết anh vô tình và lòng em hắn mơ. Đã biết anh hư thờ và lòng em vẫn nhớ mong. Đã biết yêu anh lòng mày mang đắng cay. Vì sao ơi, vì đã tuổi già người chú người ta đó. Con số 2, con số 2, con số 2. Dạ, con số 2, con số 2, con số 2. Con số 2, số gì đây mày thì ra, mày thì ra. Em ngán số như bao nhiêu chàng dũng si. Cùng em là những ngôi sao vàng, chân em dập tắt cuộc bao tan. Sông mãi ngàn đời là người con gái Việt Nam. 58, 58, còn 58, 58, 58, 58, 58, còn hai gì đây? Hai gì ra, còn hai gì ra, còn hai gì đây à? Em ơi đừng khóc, con có chút mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vững tắt. Đâu trong màu mắt có chứng tiếng nơi vui chỉ vì em đâu hề sai, em đâu để mãi, để mãi, để mãi. 22 mà trước cũng 2 mà sau cũng 22. Cái vụ này hoài luôn nha. 22 mấy chị đây người gì đây, con người gì đây, người gì đây, người gì đây, con người gì đây, người gì đây. Trong ngôi nhà quan dường như có mà nó lú đầu ra làm em đây giật mình. Con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, con 19 ra, con 19, hãy đợi con số mấy? 11 hả? Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Số gì đây, số gì ra, cái mấy gì đây à? Tiếng đàn tiêu buồn thấy lòng chạm nhau làm hồn rơi như mơ. Đàn mưa em đi ra đến đâu à? Lắng nghe ôi sao, sao buồn quá. Đây là buồn quá, tình là ca. Đến kỳ đời sống sống giống như người dòng mưa đưa từng đồng lúa. Con 16 là con 16. Con 16 là lá nhé. Cầu chưa hết. Dò số tiếp, dò số tiếp. Số gì ra? Ai đợi hàng 10? Ai chờ hàng 10? Em kêu hàng 3. Ba gì đây, ba gì đây, ba gì ra? Ba gì ra? Tiếng anh lên đường. Cùng chụp đôi trai. Tiếng ra xa trường. Ta cùng tiếng đấu tranh quay hùng. Hồi màu hoa thông tình Việt Nam. 38, 38 là 38, là 38. 38, 38, còn 38 số gì đây, mày chỉ ra, mày chỉ ra. Chúng cô kia bắt ốc bên người. Lội qua lội lội, lội qua lội lội. Ốc dồn một thao. 56, 56, còn 56. 56, 56, 56, 56. Rồi chị ra, các chị ra, mấy chị đây à. Số gì ra, con mấy chị ra. Anh chị đến bên em lúc buồn. Bài những ngày vui anh về đó.
con số 7, con số 7. Con số 7, con số 7, con số 7, con số 7. Cái gì đây con 2, gì đây 2, gì đây 2, gì đây 2, gì đây con 2, gì đây do từ từ đừng có lên quýt 29. 29 con 29, 29. Ra 29, 29 ra 29, 29 con số gì đây, đây gì ra, đây gì đây. Quê em mảnh đất của chị nó là tắt tự gia đi đường đường. Số gì đây, số gì ra, anh chờ hàng ba. Ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì ra. Trường sân năm nhất, trường sân bay đã 37. 37 đã 37. 37, 37, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì ra. Kèo qua cột, lần cột qua kèo, một cột qua kèo, lần kèo qua cột. 31, 31, 31, 31. 31, 31, 2 gì đây. Con hai chị ra, cái hai chị ra thành phố buồn lắm thơ vương. Cơn gió chiều lạnh buốt cái âm. Cái âm. Cái gì? Cái gì? Cái hồ. 24, 24, 24, 24, con 24, 24. Có ai chờ chưa? Có ai đợi chưa? Mấy chị đi, mấy chị đi. Con ba chị đi, ba chị đi. Con ba chị đi, ba chị đi. Ba chị đi, ba chị đi. Con ba chị đi. Ba gì đây con, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây con, ba gì đây. Ba thương con thì con giống mẹ mẹ, thương con thì con giống ba cả anh nhà ta cùng yêu thương nhau xa lại nhớ cùng nhau là người con 30. Con 30 là con 30 là tập ghế cờ hơn xích lô ôi dừng xe. Những cái thứ quý vị nhà con số 30 này có cái dài may mắn đọt dài. Quý vị khoan bôi xíu giờ ta là dễ về trở thành là cái lộ bị sụp tay cậu nhé. Bây giờ xin tiếp quý vị nào nhạc con 30 lên hết kiểm tra lại. Mày đâu qua hậu hả? Mày lên đây, mày lên đây. Lên đây còn cái dòng ứng xử nữa. Vừa lắm nhục. Ba chục. Có 1. 24. Có 2. 16. Có 3. 52. Điều úp lệ. Lấy gì? Lấy gì? Cái vote. Khán giả là nguyên cái trường quay đó bà. Bây giờ 1 là lấy con gấu. 1 là lấy con gấu bông. 2 là lấy cái voucher cho BD 3 năm. Lấy gì kìa? Lấy gì? Lấy con chơi đi vô bên trong, lấy cái con chơi đi. Ừ. Trời đất ơi, trời má ơi, trời tự nhiên. Trời ơi, bà bèo bà hung tôi cái tôi rối loạn tiền đình liền. Trời, nó có thánh thần tiếng địa không? Trời không sao đâu, dù sao hồi xưa chị cũng có vợ nhưng giờ em làm gì? Giờ em dưới quê làm ruộng anh. Còn em trên này làm gì? Làm lộ. Hả sao? Tự nhiên sao kêu tôi làm vợ nó vậy? Rồi kêu tôi lấy phi công hả? Tớp hả? Đây cũng tớp mà má. Ôi ơi, giỡn quá trời. Chờ. Hả? Kính thưa quý vị. Dạ sao anh? Đêm nay là đêm chủ nhật. Dạ. Chủ đề của ngày hôm nay đó là bí mật đêm chủ nhật. Dạ. Và có cái bí mật nào không được phanh phui đâu quý vị. Một tí xíu nữa thôi thì quý vị sẽ được những cái bí mật. Ê, nhỏ này nhiều chuyện đã nói giới thiệu ca sĩ ra mà nãy giờ cứ đứng nói hoài luôn. Mày nói khùng nói điên hoài luôn đi. Mày nói cho tao, lát tao lấy lương mày trả lương qua cho bà Phương. Vâng, kính thưa quý vị và quý vị mong sẽ gặp về giao lưu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Phương. Lời đầu tiên Phương mến chào tất cả các anh chị và các bạn cùng toàn thể các em lời chào trân trọng. Và liên tục chương trình thân gửi đến tất cả quý vị một sáng tác rất quen thuộc của Tăng Duy Tân. Xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm được mang tên Cô đơn trên sofa. Xin gửi đến tất cả quý vị. Let's go. Con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một bước ta.
sẽ quay lại gặp tất cả quý vị. Xin chào ạ. Dạ, cảm ơn chị Phương rất nhiều. Ra được nhiêu vé tụi cưng ơi? Trời mẹ ơi, nãy tao chui vô cái lùm này tao đã dính đến đầu cổ ra trời ơi. Rồi kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa được thứ tiếng hát của nữ ca sĩ Cách Bỉ Vũ Phương quý vị nha. Và kính thưa quý vị một tí xíu nữa thì nữ ca sĩ Cách mời chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để phụ với tất cả quý vị những bài hát quý vị. Còn bây giờ thì quý vị nào chúng ta chưa có tài lá vé và ủng hộ giùm em đôi ba tài lá vé cho vòng loại kế tiếp đang phục vụ cho tất cả quý vị đi quý vị ơi. Dạ chỉ còn sôi động lại như tài lá vé cuối thưa quý vị. Dạ giá cặn giá thừa với chiều độc giải quý vị nha. Dạ đó vài tài lá vé thưa quý vị. Dạ em sẽ sổ vòng loại này liền quý vị nha. Rồi tổng kết vé chị ra còn được nhiêu rồi cưng á? Trời đất ơi. Trời đất ơi, con giáp hả? Vui. Rồi, dạ kính thưa quý vị, giá cặn giá thừa với chiều độc giải quý vị nha. Dạ từ từ thì nói là những tấm lá vé cuối tay là tấm lá vé ít rủi nhiều mai quý vị ủng hộ hết giùm em cái gì. À bà con có bác ai đại gia mão giùm em vài vé cuối đi quý vị ơi. Đại gia. Anh lấy rồi hả? Anh lấy hết cặp không? Một vé. Ừ tôi kể được nào. Vâng kính thưa quý vị. Và đây là đêm bí mật đêm chủ nhật thì tối đêm nay thì vòng loại này đó quý vị em chỉ cần trên sân khấu này sẽ có ba bạn đứng hát thôi là ai em làm như nhi hai thằng kia cất vô tủ và quý vị đã có xem chương trình bí mật đêm chủ nhật sẽ thấy có một cái game show đứng ngồi nằm đúng không ạ trời đất ơi ở đây tụi nó sẽ hát lô tô đứng ngồi nằm ok đúng không rồi bán vé thì mấy đứa tranh thủ nhanh cái gì à tức là cái người hát là làm cái động tác gì thì cái hai cái con kia đây làm khác đúng không ví dụ như cái người hát đang nằm người hát đúng không trời ơi thì, một đứa đứng một đứa quỳ đứng quỳ nằm chứ không phải là ngồi nha đứng quỳ nằm còn nếu như mà cái đứa ở trên nằm đứng lên thì hai đứa kia phải đổi tư thế đứa nào không đổi tư thế phạt rồi cái con hát nó đâu có ngu mà nó nằm trừ nhiêu lương không có mượn không có mượn mà lương bổng nhưng mà cái con đứng hát mà không đổi tư thế nằm á bị phạt đúng không trời đất ơi à tức là một tư thế hoài là sẽ bị phạt đúng không rồi, phải trời đất ơi đúng rồi mình phải giúp đỡ chị em chứ trời chết cha không đổi được tôi nằm đây mà cái đầu tôi xuống đây sao tôi hát trời ơi vậy mới đẳng cấp vậy mới là đẳng cấp của người nghệ sĩ lô tô chừng chứ trời một người nghệ sĩ lô tô bị hôn vừa lắm ủa tôi không chân chính chứ tôi chân nào phụ có cái chân phụ đó đâu có xài tới đâu cất rồi cha cất rồi trời ơi trong nội ra trời đưa cái chân phụ ra đây sổ đừng có nói như vậy trời ơi sổ rồi bao nhiêu vé mấy cưng ơi rồi tổng kết vé lại chị cái nữa đi cưng ơi ủa tại sao ta bàn này hết 6 vé rồi nè nó bán xong mà có nguyên một quán luôn nó bán thêm được có 7 vé vậy rồi 4 vé này đi quý vị dạ rồi quý vị nào muốn ta chưa có tài lá vé thì mình giơ cánh tay ủng hộ giùm em quý vị nha dạ thôi lỡ đến đây rồi ủng hộ giùm em đâu ba tài lá vé quý vị dạ đó người ta mua vé người ta kinh mình không có vé mình không kinh cũng buồn quý vị nha dạ biết đâu vòng loại kế tiếp này là quý vị là người may mắn đoạt giải thì sao quý vị ơi dạ hết xưa hai đội anh bị lộn bàn này chưa mua ủa mua chưa à, mua chưa vé chưa mua vé đó vé cũ đi lát đổi cứ vé màu hồng bé ơi vé màu hồng trời cái màu hồng cái màu tượng trưng cho sự đàn ông đó trời ơi đứa nào yếu mua tài lấy màu hồng để đàn ông lên liền thiệt sự hả mua rồi hả sao không đàn ông miếng nào trên vậy nè rồi dạ rồi gia đình phía bên trong bên đây mình có vé trời ơi nó ngồi trong hổm nó bán vé trời ơi gì dễ phát huy ha cưng ha trời ơi dễ thương dễ sợ rồi phốt bạn cưng thống hả làm sao làm coi cho được làm làm sao coi cho được nha mấy đứa ơi mấy đứa mua vé đi rồi tối nay phút nó không có lương đâu không có lương là còn đỡ đem là đêm diễn cuối cùng của nó kìa cái gì nữa ai vậy lấy đồ vô vậy thôi hết thù không hết thù mà tưởng khán giả vô anh mới vậy rồi được nhiêu rồi cưng nhiêu rồi hơn hồi nãy một vé mà nãy nhiêu là còn ba vé nữa em xổ cái gì ơi ba vé nữa cái gì ơi rồi đề nghị làm với nhi trả vé cho hai thằng kia đi lên sân khấu ngay lập tức trả lại mày rồi ba vé nữa đi quý vị quý vị tôi thấy em trường bò lăn lết em kêu số đó quý vị ơi trời đất ơi chết cha rồi tôi đồ giả không mà tôi trường tôi bò lăn lết rồi nó rớt lủng chỏm đây là ba vé nữa quý vị ơi mua giùm em ba vé em lụm hả lụm rồi có trả lại chị không ba vé nữa đi quý vị ơi dạ bây giờ cho em xin một vé nữa đi quý vị dạ nói ba vé cũ ok dữ lắm quý vị không có sao hết chứ không sao đâu bình thường không có chạy nhảy gì chứ
Em bị mất cái gì? Mất jean hả? Mất cái quần jean hả? Không phải, còn được con gái gì ai cũng phải có chị hiểu không? Chị em cũng như con gái cũng có vậy. Mấy em bạn gái. Đàn bà. Ông nội vé khai xanh nó tên Nguyễn Văn Được mà nó nói đó con gái rồi. Em kể chị nghe. Mẹ tên Đức Anh, Đức Anh. Rồi ráng năn nỉ mẹ em ba vé đi quý vị. Cho em xin miếng nhạc đi anh. Dạ, cho em xin miếng nhạc đi anh. Ráng năn nỉ mẹ em ba vé rồi em xổ liền vòng lại này quý vị ơi. Rồi. Giờ thí dụ như em hát đúng không? Thí dụ như em đang đứng hát thì hai nhỏ này nó không được đứng. Một đứa quỳ thì đứa nằm. Đứa đứng, đứa bò quỳ thì đứa bò. Ủa chị hát sao tưởng tượng không dáng em động vật quá vậy? Rồi xong cái tới lượt em. Tới lượt em vô em hát. Em sao? Rồi em làm tư thế gì không cần biết. Chị giúp nhỏ này phải làm khác. Nhỏ này vô làm gì không biết cái chị với em phải làm khác nó. Vậy đó hiểu không? Dạ. Rồi em lại làm thí dụ phải không? Chị thua vốn đi. Ba vé rồi đi quý vị. Cái thì cũng vòng lại ba vé. Hai vé nữa đi quý vị. Hai vé cuối của gì ơi? Thần ơi, ra ngoài cửa. Đoàn xe 50 người, 50 chỗ. Trời ơi, đợi thằng Phúc nó mẩu rồi. Hai vé cuối đi quý vị ơi. Hai vé chót đi, nó sổ quý vị ơi. Kể cho nó chặt trời quý vị ơi. Cho nó số nó đẹp quý vị. Hai vé nữa đi quý vị. Hai vé nữa quý vị. Hai vé này sale khuyến mãi luôn đi chị ơi. Sale khuyến mãi đó quý vị. Vé 20, hai vé là rẻ 40 thôi quý vị. Trời, chị dở hơn em. Hai vé 39.000 quý vị. Hai vé 39.000 luôn. Sale luôn. Rồi sale luôn đi. Rồi không lẽ đưa 40 cỡ thối nghèo. Trời ơi. Hai vé 2.000. Ờ. Hai vé 2.000 tiền ship 38.000. Rồi sổ luôn. Nếu chúng ta gặp quý vị sẽ gặp nhiều may mắn. Giờ đứa nào hát trước? Vậy đi. Số gì đây à? Máy gì ra cái máy gì ra máy gì đây? Mười gì đây, trời xa mưa giông thương buồn. Con mái đỏ cũng anh lùng bỏ hồng sông, không có chiếc nhẫn đỏ hoàng hôn. Con mười bốn, trời chị ơi, từ từ nhắc điện cho chị ơi. Con mười bốn, mấy chị đi, con năm gì đi, khi xưa Alibaba như chàng dùng xin hát vang lời ca. Alibaba, hôm nay Alibaba như chàng dùng xin hát vang lời ca. Alibaba, con năm mươi ba. Ôi là con nghe nó là mất tiêu vậy. Dâm nhạc anh, dâm nhạc. Rồi, mày đi ra đây. Hồi nãy người ta nói là một đứa nằm, một đứa đứng, một đứa đứng đúng không? Một đứa quỳ. Rồi tự nhiên mày chạy tao vậy? Em chạy tao lép em quỳ. Phạt mày. Rồi, bây giờ tao phạt mày, bây giờ phạt gì bé? Phạt cái gì? Phạt gì giờ? Ai hỏi mày? Mày né đi. Biết cách phạt rồi. Anh chơi đồ dưa tôi đi em hút một cái. 20 cái, nhanh lên. Nhanh lên. Sắp hết giờ rồi. Không. Không có kêu số. 2 3 4 4 4. À 6 rồi. Sao 4 hoài vậy? 6 rồi tiếp. 6 rồi. 7 8 8. Mày nhảy vậy là 8 hoài luôn đó. Ta để chỉnh cái ngực lên. Gì vậy? 9 15 rồi ở đây. Cái đó không phải thuộc dầu, cái đó mày giống như chơi thú nhúng gì đó. Ê, một hồi nó tụt huyết áp, chở nó đi bệnh viện đó. Trời ơi, trời, khán giả tao ác vậy trời. Thụt lại từ đầu vỗ tay cái gì. Công nhận em ăn ở có đứt quá ha. Em ăn ở ha. Không mấy giờ trừ lương em luôn đi anh ơi. Trời mẹ ơi, trời ơi, 50. Trời đất ơi. Trời đâu bà cái hết đất lên chuột tiền á. Hả? Ba cái thôi, để sổ để bà con đợi nha. Nhìn giống quá chị. Ê, nó nghe mày hết đất hay mày cúng định. Em tưởng cúng heo. Chị ơi, em mệt. Rồi em ra số nha.
16 gạch vô giùm em nha. Bây đây xuống sổ hết trơn rồi, chơi gì mà chủ đoàn hại quá. 14 nè, 16 nè, 53. Giờ số tiếp. Số gì đây à? Mấy gì ra, cái gì ra mấy gì đây? Đợi gì ra mấy gì ra con mấy gì đây à? Em mẹ em con 17 ăn cá con 18. Con 18 mấy gì đây, số gì đây. Cùng đời là khi nắng ấm, giống tay em xin ước mơ. Ngày lại ngày qua có mắt, ngay tới đường vương sầu nhớ. Ôi, cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đó có hồng sớm mai. Con số 2 con số gì đây nha, mấy gì đây, mệt quá chị. Số gì đây? Bay gì đã nói buồn u ram. Đã con số tám. Bởi gì đây à? Bởi gì ra? Quá khỏe. Ai nhốt ai con hỉ độ. Con mười một mà trước cũng một mà sau cũng một, cặp đủ đôi là con mười một. Số gì đi con hai gì đi hai gì đi hai gì đi mối tình xa xăm. Hai mươi lăm con. Số gì đây á? Bên gì ra em là người con gái thế nên mà chính em tin anh thì tông buồn để được dựng xây đứa con. Dành tự do nó với hương mình là 29 số gì đây à? Mấy gì đa phố đêm đèn mở dán dán màu trắng như gì sao gối đầu mà ngủ yên. Số 1 nguyên đứng đầu lô tô số 1 cách vô con số 1. Con số một, số gì đây, mày gì đây, quần gì đây, con bốn gì đây, buồn gì đây, heo mẹ heo con một phải ăn cá. Bốn mười tám, còn số gì đây á? Mày gì đây, tình buồn, con hát đi con buồn, cách đời đời giá có ai, con nhắn cho mình là năm mươi chín. Mười gì đây, anh đặng em cha. Con mười ba, bốn gì đây, à, xưa gì ra, bốn gì đây, vậy. Một lát nữa chưa lại một lần nữa, vậy em không chịu đâu. Bốn gì đây, ông ấy vỗ vàng ôm cây đàn bà bảy nhảy. Bốn mươi bảy. Số gì ra? Ai chờ hàng ba, em kêu hàng bốn. Bốn gì đây, bất kỳ năng khả năng bí rờ, còn quan trọng là kêu quan lọt ra 41. Kính thưa quý vị, con số 41 và điểm kia qua đã có một cái giải may mắn đoạt giải. Quý vị nào đoạt giải con 41 lên sân khấu một lượt em kiểm tra một lượt tài lạ vé luôn quý vị nha. Rồi, quý vị đoạt giải 41 lên sân khấu em kiểm tra một lần nữa nè quý vị ơi. Quý vị khoan, bôi sẽ bồi tài lạ vé trong hộp kinh lộn cái sổ cái đúng trong lời chúng ta còn nhớ bao giờ sẽ tiếp quý vị nha. Rồi, có đi đúng cái hiệu rồi, 066 đúng cái hiệu rồi, còn 41 thì điểm kia qua. Có 1. Và 53. Có 2. 29. Có 3. Số 8. Đây đúng và hợp lệ. Số 8, 29, 41, 53, 4 cái số đầu hàng luôn quý vị ơi. Rồi quý vị không tự cái tin kiểm tra là tại là giấy giùm em quý vị nha. Rồi bây giờ chị lấy cái gì? Chị lấy gấu bông hay là lấy phiếu mua hàng 200? Lấy em không? Chị lấy cái gì? Lấy gấu bông không? Lấy em không chị? Lấy gấu bông, rồi lên lấy liền, lên hốt nó về liền chị ơi. Dạ. Rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến. Và vòng loại đang phục vụ với tất cả quý vị. Kế tiếp vẫn sẽ ưu như kỹ y như cũ. Vẫn chỉ có 20.000 đồng cho mình tặng lá vé thưa quý vị. Và vẫn sẽ có những phần quà cầm tay mang về quý vị. Và liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ khách mời trong buổi tối đêm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho sự trở lại của nữ ca sĩ Yến Phương.
Một lần nữa Yến Phương mến chào tất cả quý vị và liên tục chương trình Yến Phương gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của Đông Thiên Đức. Xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm được mang tên Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả. Xin gửi đến tất cả quý vị. Các bạn nào thuộc bài lên đây cùng hát chung không ạ? Các bạn nào lên hát chung không ạ? Mời một bạn nữ nào ạ? Có ai thuộc bài này không ạ? Xin mời lên hát chung cô Phương ạ. Rồi đi xa nhau trong lặng thinh, không họ cùng trắng tên, đời đến lúc quay mặt là quên. Tay nhau chỉ mình ta biết, trời chẳng hay đất cũng chẳng biết. Không phận cùng trắng duyên, sao lại tha thứ yêu. Tình có lúc thơ, đôi lúc không.
ơn ông anh được đâu mà mê. Bước đi ngay mà chẳng bước ở lại, là người cô đơn nơi nỗi nhớ đêm dài. Vậy ta là ai, ta có hy vọng chẳng nhạc phẩm được mang tên Tình Đơn Phương.
ơn rất nhiều. Mến chúc tất cả quý vị một buổi tối thật là nhiều may mắn ạ. Xin chào. Dạ cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Phương rất nhiều cho quý vị. Dạ. Rồi dạ tổng kết vé trong loại này là mình sổ luôn quý vị ơi. Những gì? Để gì? À, hai con vịt. Rồi ba bốn vé vậy đi quý vị ơi. Dạ trời ơi, lúc nào cũng năn nỉ mấy vé cuối quý vị ơi. Mấy vé cuối thì quý vị dạ những tấm lá vé cuối thôi. Những tấm lá vé cuối tay thôi quý vị. Dạ ít rưỡi nhiều mai quý vị nha. Ai ủng hộ em thì ba vé chót em sổ liền loại này quý vị ơi. Ba vé cuối đi quý vị. Dạ mỗi một bạn vé em đi quý vị. Dạ gia đình ngồi phía sau có vé chưa hả? Anh chị ơi, đó, ủng hộ em thêm vé nữa đi. Một vé nữa đi anh ơi. Anh chị. Dạ, sao? Hả? Tính bill tính vậy á. Chị hô quá chị ta bỏ về. Chị có biết gì đâu, chờ người ta bận người ta gì chứ đổ thừa chứ tính dạ. Chờ chồng nữa đi về anh chị. Dạ. Hả? Tại chị hô người ta mới về. Tao hô tao hết của không có nổi mày sao mày chửi tao hoài vậy hả? Hả hả con dông như đi kìa. Trời đất ơi trời người ta hô duyên hô vé. Dạ sao anh? Rồi, kính thưa quý vị nào có vé tay mắt dễ sáng cho bắt đầu. Giờ số C. Xuống gì đây, mấy gì đây, cái mấy gì ra mấy gì ra. Xuống gì ra, cái mấy gì ra mấy gì ra. Còn đợi gì ra mấy gì đây à. Mấy gì đây, mấy gì ra mấy gì ra. Xuống cả na, năm vừa qua mình cùng chị em hát lên bài ca. Con số sắp ra, con số sắp ra là con số gì ra. Là con 13, con 13, con 13. Con 44 lên lầu
bốn, mười từ, bốn, mười bốn, bốn, mười từ, bốn, mười bốn, bốn, mười từ, con nhờ gì đây, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, à, mấy gì đây, theo năm tháng qua ai mong thương người đi mấy lần, đời hồi năm chưa thấy, con số bảy, trong xe lưu nó đụng luôn, con số bảy, con số bảy, con số bảy, nên giọng tôi không sao đâu. Con số 7, con số 7 có mấy gì đây à, mấy gì ra. Sinh nhật của bé Phúc, ngày đẹp 16, ra con 16, con 16. Con 16, con 16, con 16 số gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Do từ từ đừng có tám nha, con 18, con 18, con 18. Là chị nhé, còn hơn xích lô ơi nhưng ơi, trúng một bài phóng lên đây liền khỏi gạch. Chạy lên liền. 18 đọc giải. Phóng lên liền anh ơi. Con 18 đọc giải. Đủ tuổi rồi. Đủ tuổi rồi. Đủ tuổi rồi. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Come on baby. Hey. Baby. Anh sợ vậy, anh sợ. Come on baby. Trời đất ơi. Đúng không? Đúng không? 18 4 số hàng ngang kinh. Chị ơi. Ôi nó coi chừng 18 có 1 số 2 có 2 24 có 3 59 đi đâu vậy Lê 59 24 18 và số 2 đúng cái hiệu tà là vé 4 sao ngang chưa tà là anh vé anh ơi khoan đi xuống khoan đi xuống lấy cái gì dòng này lấy chị giống còn nói không gì có gì nữa có chị cất trong tủ giùm em cái chị ơi chị thấy ghê quá bây giờ nè anh em có 3 cái phần quà một là chị lấy phiếu mua chờ phiếu mua hàng hai là lấy một con gấu bông ba là con lấy con cá bóng hồ lấy số 1 phải không rồi mà đi vô trong chứ chị chơi chứ chị ngồi nghĩ chị có giá quá trời mệt ghê vậy ê nói nghe nè thí dụ cưng nói ê thí dụ nhưng mà cưng đừng có chửi chị hiểu không cưng khen chị đẹp đi sao thấy bạc chiếu mẹ sao mà mày không khen từ câu nào hết trơn vậy em khen chị đẹp ghê á đẹp mà đẹp ghê là đẹp gì trời đẹp quá trời đẹp đó ừ, rồi vậy cảm ơn cưng tán chiều đây chúng tôi tất cả quý vị dòng lời vừa qua đã có một anh trai trời tươi xanh như cái đồi bánh canh độc giải vợ ta cái bên bà nội ơi ừ rồi về đi ừ thì người ta có vợ rồi chị đâu có nói gì đâu ờ à, quên em quên hồi nãy em nghe giới thiệu phong phanh chị cũng là tiểu tam rồi đó mình ở đây trời ơi nghĩ sao cái nhan sắc này làm tiểu tam ai nuôi rồi chúng tôi quý vị rồi vé ở đây nè Thuận ơi vé cho bé gái luôn rồi kính thưa quý vị nào chúng ta chưa có tờ lá vé mà giơ cao một cái tay ủng hộ giùm em trong những vòng loại kế tiếp luôn quý vị ơi và chúng em vòng loại nào chúng em cũng nhắc nhở quý vị như thế này quý vị tất cả những tờ lá vé lô tô cũ trong buổi tối đêm nay những tờ lá vé lô tô mà chúng ta chưa may mắn đoạt giải mình giữ lại hết giùm em và đừng có vội vứt bỏ quý vị nha bởi vì sau vòng loại cuối chúng em sẽ tiến hành đổi vé cho tất cả quý vị hai tờ lá vé lô tô cũ chúng em sẽ đổi cho quý vị thành một cái tờ lá vé lô tô mới dạ cái dòng đó là dòng đổi vé là cái dòng mà coi như là tặng không luôn quý vị dạ dạ bằng cách là đổi hai vé cũ thành một vé mới rồi quý vị nhận như một phần quà miễn phí dòng loại cuối này quý vị nha cho nên là những cái khán giả nào mà chúng ta may mắn đoạt giải thì không nói còn những khán giả nào mà chúng ta chưa may mắn đoạt giải đó quý vị dạ từ dòng loại đầu tới bây giờ mình giữ lại hết cho em những tờ lá vé quý vị nha nhưng mà không sao quý vị biết đâu dòng loại kế tiếp quý vị là người may mắn đoạt giải tiếp theo thì sao dạ còn thở là còn gỡ xong là súm chùm lại chờ ở hộp bay ở hộp súm chùm lại cho chạy đi chuyển khoản rồi vậy đi à chuyển khoản à rồi hả em bên đây không có em rồi vậy đi tao đâu có nói gì đâu dạ dạ kính thưa quý vị và chúng em xin được phép nhắc lại một lần nữa lịch diễn cố định của chúng em tại phố hội Coffee là vào ngày thứ sáu và ngày chủ nhật là chương trình Lotto Show của gánh hát Lotto Mỹ Nhân Ngư và đặc biệt là vào ngày thứ bảy thì quý vị đến đây chúng ta sẽ có một chương trình hát với nhau acoustic quý vị nha dạ đó thì thứ sáu là Lotto nè thứ bảy hát với nhau cái chủ nhật quay trở lại Lotto nữa quý vị nha và nếu mà tất cả quý vị ủng hộ giùm cho bộ đoàn chúng em cũng như là ủng hộ cho phố hội Coffee thật là nhiệt tình là ủng hộ lâu dài ủng hộ nhiều nhiều đó quý vị chưa đóng đít thì đi gì ơi Long An hả LA là hả thôi đất ơi xa dữ vậy hen cảm ơn nha dạ cảm ơn nãy giờ chơi ủng hộ đoàn nha thứ sáu với chủ nhật tuần sau lên nữa ha gì á gì á gấu con ta má ơi sao con này nó bằng tay năm ngón như vậy trời hiểu lầm hả hiểu lầm nhưng mà chị thấy em ăn cắp con gấu con ta rõ ràng hiểu lầm gì cha dạ
Quý vị ơi, dạ, cứ thứ sáu và chủ nhật là chương trình Lotus Show và thứ bảy là chương trình hát với nhau tại Phố Hội Cà Phê, quý vị nha. Thì quý vị rảnh rỗi ngày nào quý vị cứ đến tham gia tham dự với chúng em ngày đó, quý vị. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới quý vị ủng hộ giùm em thật là đông, là quý vị ủng hộ em thật là mạnh mẽ để chúng em có thể nâng cao giá trị giải thưởng cũng như là sẽ có được những cái chương trình hay vui mới lạ, có những cái chủ đề rất là vui nữa đến tất cả quý vị, và đặc biệt là sẽ tăng cường những ca sĩ về đây phục vụ cho tất cả quý vị. Thì một lần nữa, vòng loại vé ra phục vụ cho tất cả quý vị vẫn sẽ là 20.000 đồng trong tờ lá vé, quý vị. Dạ, đó, vòng loại kế tiếp luôn quý vị ơi. Dạ, tôi dơ cao đánh kẻ ma rốc móc rộng hộ giùm em quý vị nha. Đó, tôi lắc đầu. Dạ, dạ. Những cái tờ lá vé lô tô cũ quý vị giữ lại hết giùm em, đừng có xé bỏ quý vị nha, để sau vòng loại cuối em đổi vé, hai vé lô tô cũ đổi thành một vé lô tô mới. Dạ, đừng có xé bỏ quý vị nha, giữ lại hết giùm em. Dạ rồi, thì nếu có gì nào chúng ta chưa có tờ lá vé vòng loại này không quý vị ơi, rồi tổng kết dùm cái cưng ơi, cưng ừ, làm toán cộng đi cưng. Dạ, kính thưa quý vị, và chúng em xin phép thông báo một cái thông báo nữa quý vị ơi, là hiện tại thì gánh hát lô tô Mỹ Nhân Ngư chúng em đã có 3 điểm diễn quý vị. Dạ, điểm diễn thứ nhất là tại đây, là tại Phố Hội Cà Phê. À, nữa đi cưng. Dạ, điểm diễn thứ hai là ở Đồng Xoài Bình Phước, và điểm diễn thứ ba là Bến Cát Bình Dương. Thì quý vị nào mà chúng ta có người thân hoặc là bạn bè ở những khu vực đó đó quý vị, và thì mình cùng nhau mình quảng cáo giùm em quý vị, và một lời nói của chúng em cũng không bằng 100.000 lời kêu gọi với tất cả quý vị. Thì hy vọng tất cả quý vị cũng sẽ kêu gọi người thân và bạn bè ở đâu mà gần cái khu vực mà chúng em có biểu diễn đó quý vị, thì mình cứ đến chơi với chúng em quý vị nha. Dạ, trời ơi lại từng người hả sao thì đó. Bây giờ là chỉ còn là độc quyền thôi, cho nên mỗi người 2 vé đi. Thiệt sự, tay trái dọn vé, tay phải dọn vé. Lỡ mà cái vé bên trái nó trật còn xô cua, vé bên phải nó kinh, hiểu không? Thật sự. Còn mà nhanh tay là bắt tay trái dọn 2 vé, tay phải dọn 2 vé. Còn nếu như mà nhanh nữa là mình mua 5 vé đi, tay phải dọn 2 vé, tay trái dọn 2 vé. Còn 1 vé thì... Còn 1 vé thì sao? Bỏ tiền túi ra mua. À, mua tính nhỏ khổ đâu ai. Trời, nhà thông minh nè, nhiều cưng. Đây, dạ, cho em xin thêm 4 vé đi quý vị, 4-5 vé đó thôi quý vị ơi. Dạ, thiệt sự gì, dạ, mỗi một tờ lá vé là 20.000 thôi quý vị, 20.000 chẳng đáng là bao ăn trộm và bả hút thuốc phì phà cũng tiên tan thôi quý vị. Thiệt sự bây giờ mình mua một tờ lá vé của ông, mình dò số có dung không? Đó, cho mình 4 số hàng ngang là đọc giải nhận về một con gấu bông hoặc là một cái phiếu mua hàng 200.000 đồng quý vị ơi. Nó cứ mua một và trúng 10 quý vị nha. Đó, thiệt sự lâu lâu quý vị mới gặp tụi em chứ không phải hôn tới mì ngoài đường ngày nào cũng có, hiểu không? Trời ơi, lâu lâu mới gặp, một tuần gặp được có 2 ngày thôi. Thật sự đó, nghe không? Đó. Sao mà nhìn tôi lắc đầu hoài vậy trời? Là tại bà, là tại là bà chưa tới số, biết bà chưa tới số không? Chung, hiểu không? Biết sao ấy không? À, sao? Nó ngồi nó trù mặt một đống kìa. Mày cười lên coi coi thằng là cái thằng Long. Em có cười bảo chuyện, biết tại sao mình chỉ không trúng không? Hoàng Phú. Gì? Con học đó trời. Ê, mua con thượng nha. Tại bây giờ là dòng này mình mua người này không trúng, dòng sau mình đổi phong thủy. Mình đổi phong thủy, mình đổi mình mua người khác, hiểu không? Đó, trời ơi. Sao vậy? Gì? Ủa chứ Cường thấy mày thi qua hậu mấy con đẹp đâu ai nhớ, mấy con xấu tao mới nhớ, con này xấu mà dám đi thi tao nhớ quá trời. Mày đánh đi. Mày chửi tao xấu hoài, bên đây tạm tay tôi phải gì trời ông nội, tao chửi tôi hoài vậy trời. Trời ơi trời, nhiều vậy. Ê, dạ, thôi 3 vé nữa đi quý vị, 3-4 vé nữa thôi quý vị ơi. Dạ, mỗi một bàn ủng hộ em thêm 1 vé nữa đi quý vị nha. Dạ, sôi động lại nhưng ta là vé cuối thôi quý vị, vé cặn vé thừa vé chiều đọc giải quý vị nha. Đó, rồi mấy cưng thấy anh chị nào mà cười cười mà cái mà chị mà vui vui đó, và cười cười mà dễ dễ tính đó, lại cái cưng cưng đỡ một nụ cười, cái cưng lại cưng mời vé anh chị đi cưng, nghe không? Đó, dễ thương dễ sợ. Người ta nói, ta đứng ở đây ta nói như con điên vậy đó trời, thiệt sự, nghe không? Dạ. Rồi, anh chị ơi, ủng hộ em vé đi đó. Ai mua vé thì phải có đôi lời đó mời gọi. Ai mua vé rồi thì phải cảm ơn cho mấy cưng nha. Nở một nụ cười nha không? Em đã được vé rồi. Thằng này thì cái thằng này cái giọng nó thiệt sự. Ông nội thiệt sự, sợ sợ quá thiệt sự luôn á. Trời ơi, em muốn làm giọng gái coi. Không có gái coi. Bỏ coi. Rồi, được vé nào nữa không mấy cưng? Rồi. Đó quý vị ơi, dạ còn sôi động lại như tờ lá vé cuối thôi quý vị ơi. Đó, vé cặn vé thừa vé chừa đọt giải quý vị nha. Những tấm lá vé cuối là những tấm lá vé rủ nhiều mai, thiệt sự ủng hộ liền tay giùm em. Đó, em nói thiệt quý vị. Trời ơi, lâu lâu mới có một kỳ quý vị ơi, dạ một tuần là chỉ có thứ sáu với thứ ba chứ chủ nhật là mới gặp tụi em thôi, quý vị biết không? Dạ.
Alo, dạ, nghe rồi. Vé đi cưng, sao cưng cầm vé cũ hoài vậy? Cái cũ để qua bên đi, mình phải cái gì nó mới mẻ lên, hiểu không? Mới mẻ lên hả? Cái đó vòng cuối lận 80 vòng nữa. Con này nó cố chắc không nổi thiệt sự. Ơi, cuộc đời em bê... Ai biết tụi bê còn hát nữa trời. Cuộc đời em bị hô. Cuộc đời sớm bị hô. Ừ, thì lâu lâu cũng quê chập ra bình thường. Chị ơi, chị ơi, chị hai em nói là chú sợ thấy mà. Trời ơi, tình ác top model má ơi. Trời đất ơi trời. Cưng hiểu nè. Cái gì càng bự thì nó càng nặng, mà càng nặng nó càng dễ rớt ông nội. Chị hiểu không? Chị được rồi. Sao bà soi mối chi vậy? Mình soi là soi tờ vé này, đừng có soi tôi hả? Hả sao? Có phân biệt được đồ thiệt với đồ giả không mấy cha? Trời ơi, đây là hàng real, còn đây hàng phát order không trời? Trời ơi, trời đừng có đi về mà trời, thôi mà, đừng có mà làm nhục tôi hoài nữa trời, tôi khổ quá trời, tự. Rồi, nhiêu rồi? Hồi nãy nhiêu? Rầm luôn hả? Ông nội, rồi sổ đi. Gì? Có ai mua em vé cuối không ơi gì? Dạ vé cuối là cái gì ơi? Vé ế cái gì ơi? Vé ế là vé kinh đó cái gì? Số gì đây? Mấy gì đây? Có mấy gì ra mấy gì đây? Có gì ra mấy gì đây? Số gì đây? Có mấy gì ra mấy gì ra? Trở lại đây mà nghe kia số một vài vé cuối ủng hộ giúp em dơ cánh tay em phục vụ liền. Một vé cuối, hai vé chót, sổ số lô nguyên gì ơi ba gì đây? Ba chị ra, cái nhà em dọn cái cột em bị siêu, em rước thợ về sửa sang mà cho tốt. 31, con 31. 31, con 31, 31, mấy chị đây buồn, chị đây cô nó muốn gì đây buồn, chị đây buồn gì đây? Buồn chị đây buồn, chị đây buồn, chị đây anh đàn em ca. 43. 43, 43, 43. Con 43, 43, cái 43, con 43, hai chị đây à. Hai chị ra, còn hai chị ra, cái hai chị ra, còn hai chị đây. Quá phép bàn tay nhốt hai con chỉ độ. 21. Còn 21 ra, 21 ra, 21 ra, 21 còn số gì đây à. Còn số gì ra, số gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây à. Tay em dễ mang, nắm tay em dịch ra chai chàng. Nói to, nói nhỏ em ơi, cuối cùng anh đưa em về lòng xin. Quyền 20, con 20 ra, con 20, con 20. Con 20, mấy gì đây, mấy gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mới tình lạnh căm, con số 5, sắm cano, con số 5 sắm cano. Sao vậy? Nghĩ đi. Đây số gì đây, mấy chị ra ý thì chú ba đem qua con cá lóc. 30 con 30, con 30, con 30 số gì ra, cái miệng chị cười thật là có duyên. 60 60, con 60, con 60, con 60, con hai chị ra, cái hai chị ra, con hai chị ra, con hai chị đây. Hai chị ra, con hai chị ra, con hai chị ra, hai chị ra lùng 6 tam ba nha. Nước tiền trước cái hậu sau. 26, còn 26, 26, 26. Còn 26, 26 ra 26, ra 26. Còn số gì đây, còn số gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, còn số gì đây, còn số gì ra. Trên sông Ba Tà Giang có một cái bình ngà mà lập bạc kêu cô là nàng lưu kim đinh. Ra 39, 39, ra 39, 39, còn 39. 39, 39, cùng 39, 39. Mấy gì đây, mấy gì đây, con người gì đây, người gì đây, người gì đây, người gì đây, do từ từ đừng có lính quýt con. 19, con 19 là con 19 là con 19.
con 19, con 19 là con 19 còn sức kỳ này à. Mày nghĩ ra à, lớp sinh của sống đẹp sinh là 49, 49 là 49. Số gì nè, chính má má của em biết cua mà biết má biết đổ bánh da biết chen cây bánh xèo gia cảnh thì người thiếu nợ mà bạn chắc thì 35 35 còn 35 còn vợ chị đang mấy chị đây à. Số gì ra cái mấy chị đang còn mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây à. Số gì đây ai đi miền Tây sẽ không về đây thăm lại Cà Mau vào năm căng đầm dơi cái đường u minh chập chìm trong gió nơi miền Tây đất quê hương nơi người dân sống yêu thương dù có đi nơi nào cũng tình quê hương sâu đậm tình người con số 10 con số 10 là thằng vé cờ hình xích lô ở dừng xe thấy chưa thấy mùi vé của tôi chưa thấy chưa giờ thấy rồi đó anh mười đọt giải là đen mười anh mười cười cái con mười số 10 có 1 trời giống gái quá 21 có 2 39 có 3 60 nghe đúng hợp lệ rồi 60 39 21 và số 10 rồi đúng ký hiệu luôn ra lấy gì lấy em hả lấy gì lấy gì anh lấy gì anh lấy em hả rồi đi vô lấy cái voucher đi cha nhưng mà con lùn ngủng nó mẹ quá ghét gì chị đưa cho bé cái voucher cho BD 3 năm chơi không à, boss hả rồi giờ sủ luôn rồi rồi kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến dòng loại vừa qua đã có một em trai may mắn đoạt giải quý vị ơi rồi chúng em còn những dòng loại phía sau nữa quý vị ơi cho nên là quý vị cứ ủng hộ giùm em quý vị nha dạ cho nó còn thở là còn gỡ quý vị ơi dạ quý vị ủng hộ giùm em đi quý vị dạ chúng ta quý vị ơi biết đâu những dòng loại kế tiếp là những dòng loại mà quý vị may mắn kinh thì sao quý vị ơi dạ quý vị có thể nhận qua cho mình là một chú gấu bông làm quà lưu niệm hoặc là quý vị có thể lấy qua cho mình là một cái phiếu mua hàng thì giá 200.000 đồng rồi khi mà lấy cái phiếu mua hàng đó về chỗ thì mình sử dụng mình thay thế cho cái bao lì xì thì quý vị dạ mình mua vé và chúng em sẽ thối tiền mặt lại cho quý vị nha dạ. Rồi thì quý vị nào mà chúng ta ở khu vực gần đây đó quý vị và dạ, thì chúng ta đã biết được là gánh hát lô tô Mẹ Như Ngư chúng em đã có mặt tại phố hội Cốt Phiêu rồi thì hy vọng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cổ động kêu gọi người thân và bạn bè những khu vực lân cận những quận khác đó quý vị mình tới đây mình ủng hộ mình chơi với chúng em cho vui quý vị nha dạ đó thì thứ sáu với chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi cũng không làm gì đó mình kéo gia đình con cái rồi ra đây mình chơi vui quý vị ơi dạ đó vui vẻ quý vị nha dò số lô tô đồ trời đất ơi nó vui dữ lắm em nói thiệt quý vị đặc biệt nó ra đây là đó đứng lại gần gần nhìn thấy mấy bà BD đoàn em thì con nào con lấy râu tao lấy xanh chành cũng gì tại sao mày đánh đây ngỡ là sao nó hô hoài vậy trời rồi đó thì quý vị nào mà chúng ta chưa có tờ lá vé cho vòng loại này ủng hộ giùm em quý vị nha dạ với mỗi tờ lá vé như vậy vẫn chỉ có 20.000 đồng thôi quý vị và quý vị đừng quên khung giờ biểu diễn của chúng em là vào 19 giờ thứ sáu và chủ nhật đó là chương trình Lotus Show của Mỹ Nhân Ngư còn đêm ngày thứ bảy thì quý vị đến để tham gia một cái chương trình là hát với nhau acoustic tại phố hội Coffee quý vị nha đó thì quý vị rảnh rỗi ngày nào mình cứ đến chơi với em ngày đó quý vị thứ sáu với chủ nhật là chương trình Lotus Show và đặc biệt nữa là dự kiến thì chủ nhật tuần sau thì quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu qua với nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Nếu mà sắp xếp được lịch diễn thì chúng em sẽ thông báo trên trang fanpage quý vị. Ok luôn à. Rồi, dạ, vậy là ok luôn rồi quý vị ơi. Chủ nhật tuần sau thì quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa quý vị nha. Vào ngày chủ nhật tuần sau đó thì quý vị ơi, chủ nhật tuần sau quý vị đừng bỏ lỡ chương trình Lotus Show của chúng em cũng như là đừng bỏ lỡ sự góp mặt và giao lưu của nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa quý vị. Đó là vào ngày chủ nhật và ngày thứ sáu chúng em cũng vẫn sẽ lên đèn phục vụ tất cả quý vị một ngày nữa. Rồi ngày thứ bảy thì chúng ta quay trở lại với chương trình của phố hội Coffee là chương trình hát với nhau quý vị nha. Đó thì một tuần như vậy chúng em sẽ có 3 ngày để phục vụ cho tất cả quý vị, 2 ngày lô tô và 1 ngày hát với nhau. Đặc biệt nữa là khi mà quý vị đến với phố hội Coffee đó quý vị sẽ có rất nhiều những cái ví dụ như là những cái đồ ăn thức uống nè quý vị nha, là đó thì rất là thơm ngon bổ dưỡng nè quý vị và đặc biệt là chúng ta sẽ có được một cái không gian nó rất là mát mẻ nè quý vị. Buổi sáng thì quý vị có thể cà phê đó, buổi trưa thì quý vị có thể là cơm văn phòng, mà buổi tối thì vào ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì có những cái chương trình hay vui với lạ gửi đến cho tất cả quý vị. Thì quý vị nào mà chúng ta dòng loại này chưa có tài là vé, dạ thôi thương tình ủng hộ giùm em quý vị nha. Mà róc móc ra ủng hộ giùm em dưa cao đến kẻ em quý vị ơi, có 20.000 một tờ lá vé thôi quý vị. Mỗi người trên tay cầm một tờ lá vé là em cảm ơn dữ lắm đó quý vị. Dạ. Đó, giá cặn giá thừa giá trừ đọt giải quý vị nha. Những tấm lá vé cuối là những tấm lá vé rất là may mắn quý vị. Đó thì Phúc đã còn 2 vé cuối nè. Tao nói vậy thôi kệ vậy đi. Đó, rồi cưng hết vé chưa cưng?
còn rồi đó, rồi trên tay những người đẹp, những cái năm tinh lịch chúng em còn sôi động lại nhưng tại là vé cuối thôi quý vị. Dạ đó, ai chưa có vé ủng hộ giùm em quý vị nha. Dạ, cô nào chồng bỏ chồng chê chơi một tại là vé chồng mê chồng quay trở về. Thật sự cô nào mà chỗ lõm chỗ lồi chơi một tại là vé nó trồi lên cao. Chị nào mà ốm yếu xanh xao mua giùm em 5 vé đó, nó hồng hào lại ngay. Rồi cặp nào mà đang muốn có thai là mua 10 vé là ngày mai dính bầu. Thật sự yên tâm đi, nói là có. Hả sao? Kệ cha tao. Nói sao kỳ hoài đó trời ơi trời. Trời ơi trời, mày đi bán vé thì mày đừng có quan tâm cái nhan sắc của chị. Nhan sắc của chị là trời ơi, nữ hoa nương nương đội đá giá trời mới nặng được cái nhan sắc này đó má, đừng giỡn rồi. Ừ, thiệt sự. Thấy không, tao nói mày im lặng ở đâu ai trả lời đúng không? Thôi vé đi, dài vé nữa đi. Tổng kết vé em chị đi Thuận ơi. Nhiều cưng. Hả? Ơi. Dạ, 2-3 vé nữa đi quý vị ơi. 2-3 vé này em sổ quý vị nha. Dạ, mỗi người trên tay ủng hộ em thêm 1 tờ lá vé nữa thôi quý vị. Dạ, khoảng 1-2-3 tờ lá vé nữa thôi quý vị. Em sổ liền vòng loại này, không để tất cả quý vị chờ đợi luôn quý vị ơi. Rồi, cho em xin tiếng nhạc nhỏ nhỏ đi em. Rồi, dài vé cuối nữa quý vị ơi. Dài vé cuối thôi, vé cặn giới thiệu với chiều đoạt giải nữa quý vị nha. Đó, anh ba chị bảy hoàng tử công chúa cho chị gái nào chưa có tờ lá vé ủng hộ giùm em quý vị nha. Đó, mời đi cưng, mời đi. Dùng hết sức, dùng hết cái nhan sắc còn động lại, mời đi cưng. Ghê. Bởi vì không mua được mình thật sự. Mình phì mỹ nết na hiền thục lưng hiền không đó. Rồi mình đang nói nhỏ nhẹ cho anh cô bác anh chị người ta thương hiểu không đó, cô bác anh chị người ta mua vé hiểu không. Vài vé cuối đi quý vị ơi, 2-3 vé cuối nè thôi quý vị, mỗi người 1 vé giùm em nữa đi quý vị nha. Nào khiến nè, nó khiến nè, khiến nè, khiến nè, dạ, khiến. Trời ơi đó đó khiến. Sao không lấy điện thoại ông quăng làm tôi luôn cái trời. Dạ, 2 vé cuối đi quý vị ơi. Dạ, thôi mình mời đi. Mình lại từng bàn, mình mời chị đi cưng. Ừ, mình thân mời đi. Ừ, đó. Mời, mời. Đó, mời như mời người thân đi đám cưới, đi đám sinh nhật rồi vậy đó. Giống vậy đi, các cha vậy đó. Mời đi. Vé đi cưng, thiệt vé đi. Ủng hộ chị vé đi. Mỗi bàn vé chị đi cưng. Đó. Thuận thuận, em làm cái mặt em khổ lên thuận. Làm cái mặt khổ lên, khổ sở lên cho ta thương. Dạ. Dùng chi là giờ đi kiếm. Dùng chi là giờ đi kiếm. Số chị đây. Mấy chị đây, ra mấy chị ra mấy chị đây à. Còn vài vé cuối ủng hộ giùm em sổ liền tay, em sổ số luôn bà con ơi. Số chị đây à. Rồi trên tay năm thanh lịch ra Phúc Nguyễn. Còn à mà nà mà nà mà nà mà nà mà hai vé cuối. Hai vé chót. Trời vé đi cưng, vé đi ráng, ráng vé đi. Ráng nặng vé đó đi. Trời ơi cái vé mà ai cũng từ chối là cái vé. Nhiều khi nó kinh đó, thật sự. Cái vé mà ai có từ chó là vé kinh đó. À một vé rồi hả? Trời em cảm ơn anh nhiều nha. Trời dễ thương quá, đẹp trai dễ sợ. Quá trời đất trời. Rồi bạn này vé đi. Rồi mấy vé, mấy vé? Hai vé hả? Trời đất ơi. Hai nó có dễ thương dễ sợ quá trời đất. Xuống gì đây nha? Là ăn nhiêu vậy? Là ăn nhiêu? Số gì đây à, mấy cờ ra các bác chị ra mấy chị đây à. Số gì đây mấy chị ra mấy chị ra. Rồi có gì nào không mua vé đây em sổ quý vị nha. Còn ai mua vé nào quý vị ơi? Những tấm vé cuối nè quý vị ơi, ai mua vé nữa không ạ? Số gì đây các bác chị ra mấy chị ra. Cùng ba chị ra, các ba chị ra, cùng ba chị ra. Ba chị đây, cùng ba chị ra, các ba chị ra. Ai hát chiều nay trên dòng sông Giang Cò. Để tóc em tung bay trong chiều lòng gió. Dòng sông yêu thương ơi, dòng sông quê hương. Ngàn năm trôi qua xuân đời thêm mưa qua. Dù bão phong ba sông càng thêm mặn mà. Như tình đôi ta những ánh trăng rằm 35. 35 cùng 35 cho 35. 35 cho 35 số đầu tiên là 35. 35 số đầu tiên. Cho là người vừa gì đây vừa gì ra. Vừa gì đây vừa gì ra. Vừa gì ra công trình những xây ra con 17. Con 17 ra con 17. Con 17. Con 17, con 17, con 17. Số gì đây năm, gì đây con năm, gì đây năm, gì đây. Ai mua sầu riêng con, ai mua sầu riêng. Xin dừng trên cái quán em đi em bán sầu riêng. Chớ em, ông bán tình duyên. Nguyên 50, con 50, con 50. Con 50, con 50, con 50, con 50. Con 50 là con 50. Số gì đây, con số gì ra, số gì đây, số gì đây. Trong căn nhà quán dường như có mà nó lú đầu ra. Làm em cay hết.
rồi 46 là 46. Số gì đây à? Mấy gì đây, mấy gì đang thúc 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 ra con 20. Con 20 ra con 20 ra con 20. Con 20, con 20, con 20, con 20. Mấy gì đây, mấy gì đây? Số gì đây, con số gì đây, số gì đây? Ta đụng tao mưa gắn ướt áo. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Con số 6, con số 6 ra, con số 6, con số 6, con số gì đây, số gì ra, mấy gì đây, con số gì đây, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây, đâu đâu cũng có nghĩa thật là đâu đâu cũng có bao câu chuyện này thì say tươi tốt 21, ra 21, 21, 21, 21, 21, con 21 cũng có gì đây, mấy gì đây, số gì đây, muốn câu hò hò khoáng đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang dài. Con số 2, 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 con số 2. Nhìn xa xa tưởng là mà con gái, khi nhìn lại gần là con trai. 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, còn số gì đây á? Mày gì đây, mày gì đã có thân đi mẹ. Một mình là 49, 49 là 49, 49, 49, 49, 49. Mấy gì đây, hai gì đây, con hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, con hai gì đây. Là bạn kêu cô là nàng luôn mà nghiêm tính. 29, 29, con 29, 29. Rồi 29, 29, ra 29, 29. Còn số gì đây, số gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Còn số gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Lục cơn bán ăn con cá, chúc anh đại bóc ăn hoài. Ra 32, 32, ra 32, 32, ra 32. 32, 32, rồi 32, rồi mấy chị ra mấy chị ra. Nằm chìm bao tay con gà trống gái. Ngước lên cao em tưởng là con gái. Cái thò tay vô, cái thò tay vô. Em thấy nguyên cái đám rẫy mà chưa có nhảy 27. 27 là đọc là dài. Chào quý vị, con số 27 đọt dài quý vị khoan bơi số 1 tại là vé quý vị nha, để em kiểm tra thực kiện tại là vé cũng như 430 trên lòng cầu quý vị. Rồi chúc mừng con gái. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng em sẽ tiến hành phục vụ đến tất cả quý vị vòng loại áp chót quý vị nha. Rồi vòng loại áp chót, và sau vòng này nữa, vòng loại cuối là em còn 2 vòng loại nữa. Rồi sau vòng loại cuối em sẽ tiến hành đổi vé cho quý vị nha. A à, mà na mà na na a à, na kính số mấy quần? 27. 27 trên đây đúng không? Ở đây 27 nè. 27 có 1. À, số 6. Số 6 có 2. 46. 46 có 3. 50. 50 đầy đủ và hợp lệ. 50, 46, 27 và số 6 đúng cái hiệu 4 cái số hàng ngang cho mình tại lá vé. Quý vị không tin được có thể lên kiểm tra là tại lá vé. Con, giờ con lấy cái gì nào? Lấy con gấu và đem con gấu về đi coi. Ừ, gấu màu trắng đem về nha. Rồi vòng loại áp cuối quý vị. Dạ, vòng loại áp chót. Rồi sau vòng loại này là vòng loại cuối. Rồi sau vòng loại cuối em sẽ tiến hành đổi vé cho quý vị nha. Đó, là còn 2 vòng loại bán vé và 1 vòng loại đổi vé nữa quý vị. Đó, thôi dạ, còn 2 vòng cuối thôi quý vị. Mình chơi xả láng sáng về sớm quý vị ơi. Kệ đi quý vị, mình chơi xả láng đi quý vị nha. Dạ, mỗi người 3-4 vé anh em đi quý vị. Coi như mình hốt của chót đi quý vị ha. Đó. Rồi ủng hộ mấy chị hồi nãy á, mấy cái chị khách đâu chứ cái bàn này nè, hỏi em á là bây giờ có lên sân khấu đăng ký nhảy một bài được không? Nhảy một bài hả? Dạ đúng rồi, tại vì mấy cái bạn đó toàn là vũ đoàn không đó. Vũ đoàn đấy hả? Dạ đúng rồi. Để bút quán karaoke đi nhảy với chị nè cưng. Trời đất ơi là trời, tôi còn 2 vòng cuối là tại sao đầu giờ không chịu đăng ký. Rồi vậy còn 2 vòng cuối rồi lính nhảy, trời đất ơi. Chị, bày xạo. Không, hồi nãy có chị kia đăng ký nhảy mà. Có không? Có không? Đâu rồi, đâu rồi, đâu. Có đúng không? Mà đúng là chắc có đúng không? Không có là bà nuốt có đúng không? Mày làm như tao gấu rồi vậy là nuốt. Rồi, dòng áp cuối quý vị ơi. Dòng này là dòng áp chót quý vị. Dòng sau là dòng loại cuối quý vị nha. Còn 2 vòng loại nữa thôi quý vị. Bây giờ quý vị nào mà chúng ta chưa may mắn đọc giải từ đầu đến bây giờ đó quý vị, còn 2 vòng cuối nữa thôi. Để mình thử vận may thêm 2 vòng chót nữa đó quý vị ơi. Dạ, đôi 3 tờ lá vé đó quý vị. Dạ, trên tay mỗi người 2-3 tờ giùm em quý vị ơi. Đó, thiệt sự 2 vòng cuối nữa thôi quý vị. Không còn một dòng nào ngoài 2 vòng cuối nữa đâu quý vị. Rồi, còn cái dòng đổi vé đó, cái dòng đổi vé thì mình không tính. Cái dòng đổi vé là cái dòng tặng, dòng cho thì không tính quý vị nha. Giờ còn 2 vòng cuối thôi quý vị. Dạ. Đó, ủng hộ em đi. Dạ, quý vị ở phía trong nhà nè quý vị. Rồi quý vị ở phía cái dù nè. Đó, quý vị ở phía đó, quý vị ở phía cái chỗ cây cao vườn trầu nè đó. Trời ơi, dễ sợ. Trời anh ơi, còn 2 vòng cuối anh ơi, khoan ngáp anh ơi. Còn 2 vòng cuối, khoan ngáp, hiểu không?
sau cái vòng đổi vé rồi về ngủ cũng chưa muộn á nha. Dạ không sao, em sẽ, nếu mà anh không thấy đường về em tình nguyện em đưa anh về tới nhà luôn, thật sự. Dù ủng hộ em thêm vài vé đi, bốn anh chị mỗi người em vé đi. Dạ còn hai vòng cuối thôi. Dạ đó, dạ bạn đó mình có vé chứ ạ. Dạ trời đất ơi, đó rồi mình mời đi, cứ mình đi vòng vòng mình mời đi, mình mời đi, mình mời mình đá luôn nha, cặp 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 vậy nè. Nhiều khi anh mấy anh trai anh mua hiểu không. Ừ, mà đừng đá nhiều quá, đá mạnh quá nó rớt luôn đi giả nữa không. Ừ. Đó, dạ rồi cái bà mới vừa kinh ủng hộ em vài vé đó đi à, hả chị ơi. Dạ còn có hai vòng cuối thôi à. Đó. Dạ cái bà ở trong nhà gia đình mình ơi, trời ơi hồi nãy giờ em kêu số mà em thấy mấy anh chị cười quá trời luôn, thiệt sự vui dễ sợ lắm. Việc nhiều khi em sợ là em kêu số không có được vui à, thấy anh chị cười là em thấy em mãn nguyện rồi, thật sự quá trời đó thiệt. Không biết là tại em kêu số hay là tại em đẹp anh chị. Dạ rồi không ai trả lời luôn, vậy là chắc tôi không đẹp rồi. Rồi đó rồi, chị có vé chưa chị ơi, gia đình mình có vé chưa đó, ba vé ra rồi, dễ thương quá thiệt sự. Anh trai áo đỏ anh cười tươi dễ sợ, lúc nào cũng phải tươi như hoa vậy đó mới hên đúng không anh, thật sự. Rồi đây gia đình giữa ơi, gia đình ngồi bàn giữa ơi, có vé chưa chị, áo xanh và áo trắng nè, bé kia nữa nè, đó mỗi người vé giùm em đi anh chị ơi. Dạ rồi gia đình mình ơi, gia đình mình à, mình có vé cho gia đình mình ơi. Dạ anh chị ơi, anh chị ơi chị ơi em nè, có vé chưa, ngồi em vé đi, còn hai vòng cuối thôi à. Dạ Phúc lại mời anh chị coi chị có thương tình ủng hộ vé nào không Phúc đó. Dạ thôi mỗi người vé cũng được, hoặc một bàn một vé thôi cũng được đó. Dạ không rồi tổng kết anh chị đi Thuận ơi. Vậy đi làm toán cộng đi cưng. Dạ coi được nhiêu vé rồi. Tớp có vé chưa tớp? Dạ tớp ở đây rồi. Tớp vậy lạ luôn vậy trời, vậy lạ quá trời lạ thiệt sự. Bạn đó ai chưa có vé không, thiệt sự còn hai vòng cuối à, mỗi người cho tay vé anh chị đi. Thì hả 16 vé rồi hả, 16 vé nè. Ừ được á, ngon. 16 vé, lát chị đổi cho cưng ra coi. 16 mà chia đôi được nhiêu, 16 chia đôi được 5 8, rồi 8 làm dữ vậy, tôi ăn gian 3 vé cũng không được, trời ơi trời. Rồi, nhiêu rồi cưng, nhiêu thử. Từ, bà Nhi vô rồi. Nhi nè. Tổng kết chị đi. 3 vé nữa đi. 3 vé nữa đi quý vị. Dạ, 3 vé nữa em sổ quý vị ơi. Dạ, vòng này vòng áp cuối, vòng sau là vòng chót, còn 2 vòng nữa thôi quý vị ơi. Dạ, thương tình ủng hộ em thêm quý vị. Dạ, rồi, gia đình mình ơi, vé nữa đi gia đình mình ơi. Dạ. Ba vé nữa thôi. Bây giờ mỗi một bàn một vé giùm em đó thôi. Em thiệt sự năn nỉ quý vị, thật sự. Thôi cứ cứu bồ quý vị ha. Dạ đó. Hồi nãy giờ đó, rồi quá trời rồi quý vị ơi. Dạ. Tất cả quý vị hồi nãy giờ hầu như là bàn nào cũng đã đoạt giải rồi, chứ không có bàn nào mà ngồi không hết trơn đúng không quý vị? Dạ. Khu vực nào cũng đã có đoạt giải hết trơn rồi phải không quý vị? Đó, thì vòng này chúng ta sẽ biết được là khu vực nào may mắn. Đó. Khu vực này hay khu vực này hay khu vực kia hay là bên trong nhà. Sao? Đó ủng hộ em thêm vài vé đó đi gia đình mình ơi. Dạ ba vé nữa là em sổ ngay vòng loại này luôn quý vị ơi, cho em xin tiếng nhạc nhỏ nhỏ đi anh ơi. Rồi ba vé cuối thôi quý vị ơi. Dạ ba vé thừa, ba vé cặn, ba vé đọt giải nè quý vị ơi. Dạ vé nữa không, không ạ. À, trả lời thẳng mặt luôn hả, không luôn hả. Dạ gia đình mình ơi, anh ơi anh không bán vé giùm em nữa đi, kệ cứu bộ em vé nữa đi anh ơi. Thiệt nha đó. Dạ dạ để lại lát đổi chị, lát đổi càng nhiều vé cũ thì mình đổi được càng nhiều vé mới. Dạ hiểu không. Dạ đó, hai vé cũ rồi thành một vé mới nha. Dạ vé cuối một vé nữa thôi, một vé nữa thôi, một vé nữa thôi quý vị. Rồi sổ được không, được không, được không, vé cuối đi, vé cuối đi. Xuống chị này một vé chót, một vé cuối. Em sổ liền tay, em sổ số luôn quý vị ơi. Một vé cuối rồi bạn chị này, một vé chót, một vé cuối. Vé cuối đi quý vị. Gia đình ơi, vé cuối đi anh trai chị gái ơi. Một vé nữa thôi. Xuống chị đây mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Trời ơi, cái vé từ chối là cái vé dễ cưng dữ lắm đó. Một vé thôi, một vé thôi. Một vé thôi. Hết đi qua. Một vé thôi. Ráng đi, ráng vé đi, ráng vé đi. Ráng đi. Xuống gì đây, cái mấy chị ra mấy chị đây.
gì ra, cái bốn gì ra, con bốn gì ra, cái bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến tình yêu vừa chớm, xót xa cho chàng cuộc sống quê nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa quá hết, tiếc thay cho cơ duyên chưa thăng đồng đã vội tan, còn ngẩn ngơ điên cuồng cho trời đất cũng tan thương mà khổ đau lòng ta. 43 số đầu tiên, 43 43 vé nữa đi quý vị ơi, một vé cuối một em quý vị ơi, 43 bốn gì nữa đây, bốn gì đây à, bốn gì ra cùng bốn gì đây, bốn gì đây à, bốn gì đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây, nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy. 47 con 47 47 mấy gì đây, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì đây. Em bắt con nai, em bắt con nai, 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 con nai chạy trốn. 54 54 54 con 54 54 là 54 là 54 số gì đây, con số gì đây, mấy gì ra, cái mấy gì đây, mấy gì ra. Cùng mang nhau qua đơn đường đường chân, hai đứa ở hai nhau xa lầm. Đường đã đơn mùa này mà đẹp lắm, đường sớm trong ta nhớ đường mà sơn tay. Là 37, 37 ra 37, 37 37 là 37 ra 37, 10 gì đây, 10 gì là 10, cùng 7 là con 17, con 17 là con 17. Con 40, con 40, con 40, con 40. Con 40, con 40, con 40, con 40, con 40. Con gờ gì đây, máy gì đây à, số gì ra, máy gì ra, đứng đầu lô tô số 1 gạch vô. Con số 1, con số 1, con số 1. Ra con số 1, con số 1, ra con số 1. Con thử gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra, đo đấy, đo đưa, đo đưa, đo đấy. 57, ra 57, 57, con 57. 57 con, 57 con, 57 con xuất gì đây à? Số gì ra chim điều chết chết cha, con số 3, con số 3 là con số 3, con số 3, con số 3, con số 3, số gì ra? Cái nhà em do cái cột mà em siêu bước thở thật nhiều về sửa sang cây cột 21 con 21, 21 mấy gì đây, người gì đây, con người gì đây, người gì đây, ông tập tốc lao động bốt. Con 11 cặp chủ đuôi là con 11, con 11, con 11, con 11, con 11. Hai gì đây à, con hai gì ra, cái gì ra, con hai gì ra, con hai gì đây à. Chứ chú xin chú mộc mà đầu đình, em xin em đứng một mình em cũng xin. 29 29 29 vòng loại chót quý vị nha. Rồi sau vòng loại này em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị nha. Rồi
12. 12 cấp 1. 36. Cấp 2. 40. Cấp 3. 52. Đầy đủ và hợp lý. 52, 40, 36, 12 rồi đúng ký hiệu 4 số anh em luôn. Anh lấy cái gì? Trời, vô vào trong nhận. Bây giờ là vô trò chơi. Rồi quý vị ơi, dạ, bây giờ là tới cái dòng loại sau cùng quý vị, dòng loại cuối quý vị. Dòng loại coi như là dòng loại mà chó. Dạ sau dòng loại này là em sẽ đổi vé tới quý vị nha. Hả? Đổi vé luôn hả? Đổi vé luôn. Ừ, vậy thôi, đổi vé luôn đi. Dạ, cũng trễ rồi quý vị, để quý vị về nhà nghỉ ngơi nè quý vị nha. Dạ, cũng trễ rồi, dạ, nha, thôi. Dạ, coi như dòng vừa rồi là dòng cuối đi quý vị. Dạ, giờ đổi vé quý vị nha. Bây giờ mình lấy những cái sắp vé cũ ra mình đếm giùm em quý vị. Cứ hai vé cũ em đổi cho quý vị thành một là vé mới quý vị nha. Đó, cứ 10 vé cũ là thành 5 vé mới. Đó, 20 vé cũ được 1 chục vé mới. Đó, đếm. Hả? 17 hả? 17 là 9 vé đi. Kệ đi, trời ơi, con vé gì đâu, chứ lẽ giờ xé đôi ra trời. Kệ đi, không sao đâu cưng ơi, nha không? Ừ, dạ. Không, trời, nãy giờ ủng hộ nhiều quá, không có tiếc rẻ diện vé hết trơn. Kệ đi, chính vé đi cưng. Khỏi, khỏi, bà khỏi, tôi có lấy bà đâu bà nội. Hả, à, tròn luôn hả? Rồi, 10 vé hả? Chính vé hả? Ừ, rồi vậy. Rồi, vé này chính vé nha cưng nha. Rồi, quý vị ơi, mình đếm vé phụ tụi em, quý vị, cho tiết kiệm thời gian, quý vị nha. Dạ, rồi, mình tới, mình đếm vé phụ tụi em đi, quý vị. Dạ, đó, tới, cái chúng em đổi vé cho quý vị nhanh gọn lẹ nha. Ừ. Rồi, rồi đi ra đổi vé đi chung chị đi cưng ơi. Ờ rồi, tràn ra, trải ra, vàng trải ra đều ra. Đó. Rồi, bên kia bên đây bên nọ rồi đó. Ờ, bên nọ sọ bên kia nha. Rồi, gia đình mình ở dưới. Trời ơi. Anh chị ngồi khuất cái lùm cây đừng có bỏ rơi anh chị. Trời ơi, trời, chị anh chị ruột tao đó bay ơi. Ừ, anh chị ruột tao đó. Ờ. Alo. Xuống dưới đổi vé cho anh chị luôn nha. Bốn anh chị ngồi cho đó đó. Ừ. Rồi, Nhi, đổi vé cho bốn chị đi, chị đi. Rồi, à, Phúc với Thuận trên đây đi. Rồi, đó, Lam, trong đó đi cưng. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị. Và vòng loại này em xin được phép đọc số quý vị nha. Dạ, em đọc số cho quý vị mình cùng dò. Dạ, và giá trị giải thưởng của vòng loại này sẽ là một chú gấu bông may mắn gửi đến cho tất cả quý vị làm quà lưu niệm quý vị nha. Và quý vị đừng quên vào tuần sau chúng em vẫn sẽ phục vụ cho tất cả quý vị chương trình Lotto Show vào thứ sáu và chủ nhật. À, đặc biệt nữa là đêm thứ bảy thì tại phố hội quý vị sẽ có chương trình hát với nhau quý vị nha. Và chủ nhật tuần sau thì quý vị sẽ cùng nhau gặp gỡ và giao lưu với nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa quý vị nha. Đó. Rồi bây giờ thì đổi vé. Rồi ai mà nhiều vé quá thì thôi tự cưng dò phụ giùm chị nha, không mắc cứ với đứa nhau. Đổi vé xong dò phụ chị nha. Rồi. Đó, nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa sẽ phục vụ cho tất cả quý vị vào chủ nhật tuần sau quý vị nha. Dạ, ngày chủ nhật tuần sau. Rồi ngày thứ sáu chúng em vẫn lên đèn phục vụ tất cả quý vị chương trình Lotto Show nữa quý vị. Cho nên là Lotto Show của chúng em là vào ngày thứ sáu và ngày chủ nhật quý vị. Dạ, nếu mà hy vọng tất cả quý vị ủng hộ giùm em nhiệt tình đông đông này nhát được nguyên tuần thì em mừng cái lắm cái gì. Dạ. Rồi rồi, kìa kìa, cái này đọc số chứ không có kêu đâu, đọc. Dạ. Rồi xong chưa ạ? Còn ai chưa được đổi vé không ạ? Còn ai chưa được đổi vé không? Còn ai chưa được đổi vé không? Rồi, quý vị nào nhiều vé quá mình không dò kịp á thì mình báo cho tụi em và em điều động mấy nhỏ rảnh rỗi xuống dưới đó dò phụ quý vị nè. Có ai cần dò phụ không ạ? Rồi, phụ ảnh em chưng, phụ. Rồi, vậy giờ em sổ dòng loại đổi vé này quý vị nha. Rồi, bắt đầu dò số cho chúng em quý vị ơi. Con số đầu tiên. Con số đầu tiên, con 35. Con dê 35. 35, con số đầu tiên. Con 35. Con 35. 35, 35. Gạch hàng 3, 35. Mình liếc qua hàng 3, dò từ trên xuống dưới. Con 35 gạch vô, con 35. 35, con dê. 35. Công nhận tôi làm tiếng động vật giống vậy sợ, giống nhất là con chó xong hay là con dê. 35 xong chưa quý vị? 35. 35 rồi, mình dò hàng số, hàng đầu tiên số 3. Hàng đầu tiên số 3, dò từ trên xuống dưới, cặp số 3 gạch vô giùm em. Số 3, con số 3. Con số 3, con số 3. Con số 3. Rồi. Con số 3. Mà chậm gì được. Con số 3, con số 3, con số tía. Con số 3. Rồi mình dò hàng 4. Hàng 4, 48. 48, 48. 48, con 48. 48. 48. Hàng 4 từ trên xuống dưới thấy có 48 gạch vô 48. 48. 48. Rồi, kế hàng 4, hàng 3. Hàng 3, 36. 36. 36, 36. 36.
36. Rồi chưa quý vị? Rồi. Quay lại hàng 4 và 49. 49. 49, 49, 49. 49. 49, 49. 49. Con 49. Con 49 hàng 2 rồi, còn hai số nó đợi đó cưng. 49. 49. Rồi, hàng cuối cùng hàng 5, 55. Hai viên thuốc ho 55. Rồi, đọt giải. 55 là con số may mắn đọt giải. Lên đây cưng ơi. Và kính thưa quý vị, dòng loại tặng vé con số 55 là con số đọt giải. Quý vị khoan bôi sẽ vào tài lại vé. Lên đây con gái ơi. Lên đây cô giờ cho con nè con. Trời ơi hên quá à. Trời ơi mới có 6 số là bé nó kinh rồi. Rồi. Rồi đúng cái hiệu à. Con 55 có 1, 49 có 2, 36 có 3, số 3 hợp lệ. Rồi quý vị không tự cái này kiểm tra là tài lại vé giùm em quý vị nha. 36, 49, 55 và số 3. Rồi con ơi lấy một con gấu đem về giùm cho cô nha con. Không, cái này là quà, cái này là cái dòng đà, dòng tặng cho nên là chị được lấy con gấu thôi nha con. Con lấy con gấu về cơm nha con. Rồi. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, và vòng loại tặng vé vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lotto Show của Gánh Hát Lotto Mình Như Ngư trong một tối đêm nay. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia tham dự chương trình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thứ sáu và chủ nhật tuần sau. Kính chúc tất cả quý vị ra về sẽ có một đêm thật con giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.